Xin lỗi tất cả anh chị em, chúng tôi ở đây có một số cái trục trặc kỹ thuật vào giờ chót cho nên bị trễ một chút xíu. Chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều về vấn đề kỹ thuật, thì thỉnh thoảng thì lại có những cái trục trặc xảy ra ngoài cái mong muốn của chúng tôi, và nó ảnh hưởng ít nhiều thì nó có sự ảnh hưởng. Tôi tin rằng tất cả các anh chị em đều rất là khao khát, anh chị em rất là nhiều người đang mong đợi chương trình buổi tối thứ tư, bởi vì anh chị em được phước qua chương trình này. Tôi cảm ơn Chúa vì không có một tuần lễ nào mà chúng tôi không nhận được những cái lời chứng rất là đáng khích lệ, đó là những người làm chứng lại về cách mà Đức Chúa Trời đã dùng lời của Ngài để biến đổi đời sống của họ, cách mà Đức Chúa Trời đã dùng lời của Ngài để đem đến sự chữa lành, sự giải cứu cho đời sống cá nhân của họ. Và Chúa không chỉ làm cho đời sống cá nhân mà Chúa còn làm cho gia đình của những con người khao khát, Chúa làm cho cộng đồng mà họ đang sống nữa. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì trong lời của Đức Chúa Trời có một cái quyền năng lớn lao vô hạn mà chúng ta không thể nào tưởng tượng hết được. Và cứ mỗi một ngày trôi qua trong cuộc đời của chúng ta, cứ mỗi một lần mà chúng ta học lời Đức Chúa Trời thì chúng ta lại khám phá thêm một điều gì đó hết sức mới mẻ và làm cho lòng của chúng ta vui mừng. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta quá tuyệt vời, và chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới có thể giải thích một cách rõ ràng, chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới có thể khiến chúng ta hiểu một cách rõ ràng về chính Đức Chúa Trời của chúng ta. Và khi chúng ta tìm kiếm, chúng ta khao khát lời Ngài và chúng ta ứng dụng lời Ngài vào trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy những công việc quyền năng. Và nhờ những cái công việc quyền năng trong thực tế đó mà chúng ta càng thêm yêu mến lời Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ quay ngược trở lại để tiếp tục đọc lời của Ngài, suy gẫm lời của Ngài, khao khát chân lý. Và cứ như thế, đó là một cái vòng tuần hoàn rất là tốt đẹp. Cho anh chị em, chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta khao khát lời Ngài, chúng ta suy gẫm lời Ngài, chúng ta ứng dụng lời Ngài, và chúng ta kinh nghiệm quyền năng. Và bởi quyền năng xảy ra, chúng ta càng thêm phấn khích, chúng ta lại tiếp tục quay về nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời và đi ra tiếp tục ứng dụng và lại kinh nghiệm quyền năng mới. Và cứ như thế cho anh chị em, tôi ước ao rằng chúng ta sẽ không ở trong những cái vòng luẩn quẩn của những khổ đau trong cuộc đời, thay vào đó thì chúng ta ở trong cái vòng tuần hoàn của lời Chúa và quyền năng của Ngài. Tôi tin chắc rằng mỗi một chương trình trôi qua thì lại có thêm nhiều anh chị em kinh nghiệm ơn phước của Chúa trong chính cuộc sống cá nhân của mình. Cảm tạ ơn Chúa. Xin chào mừng tất cả các anh chị em đang theo dõi chương trình này, và tôi rất là hân hạnh để chào đón thêm những đại diện của những cộng đồng người Việt ở một số quốc gia khác ở trên thế giới. Ở trong tuần này thì chúng ta chào đón những anh chị em thuộc về cộng đồng người Việt ở Thụy Sĩ và Canada. Cảm ơn Chúa. Vậy cho đến giờ phút này thì chúng ta có mười mấy, gần hai mươi những đại diện của những cái cộng đồng người Việt ở trên khắp thế giới, mười mấy gần 20 nước. Tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều. Đó là công việc rất là tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đang làm cho những con người khao khát Chúa. Và tôi tin chắc rằng con số đó sẽ không dừng lại. Tôi tin chắc rằng cứ mỗi một tuần lễ trôi qua lại có thêm nhiều 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 người nữa tham gia vào chương trình của chúng ta. Và tôi ước ao rằng lời của Chúa thông qua tất cả các tôi tớ của Chúa, những con người rao giảng bằng chính trái tim mình, sẽ được rao ra đến các đầu cùng đất. Amen. Hallelujah. Giờ này anh chị em cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Cha yêu dấu của chúng con cảm ơn Ngài vì những công việc lớn lao lạ lùng mà Ngài đã làm, Ngài đang làm và Ngài sẽ tiếp tục làm giữa vòng chúng con là dân sự Ngài, giữa vòng những con người yêu mến lời Ngài, những con người khao khát lời Ngài, những con người tuyệt đối tin cậy nơi lời Ngài. Chúa ơi, buổi tối hôm nay có những cái trục trặc về vấn đề kỹ thuật, nhưng mà chúng con tin rằng nó không làm giảm đi lòng khao khát của chúng con, không làm giảm đi sự yêu mến mà chúng con dành cho cứu Chúa của chúng con, không làm giảm đi lòng kính sợ của chúng con. Ngược lại, còn làm cho chúng con càng thêm khao khát nữa Chúa ơi. Con cầu xin Chúa cứ tiếp tục ở cùng dẫn dắt chúng con. Cầu xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật,
của lời Đức Chúa Trời. Xin cho chúng con hiểu được những sự mầu nhiệm trong lời Đức Chúa Trời, cho chúng con nắm được những cái bí quyết trong cuộc sống của chúng con thông qua lời của Đức Chúa Trời, để chúng con thật sự có một đời sống sung mãn như lời Chúa Giêsu đã phán. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Trong khi kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, thì Chúa Giêsu đã đến để ban cho chúng con được sự sống và sự sống sung mãn. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Buổi tối hôm nay, xin Ngài sức dầu tươi mới cho mỗi một tấm lòng của chúng con. Xin Chúa làm cho ngọn lửa khao khát trong chúng con bùng cháy lớn hơn nữa. Con cầu xin Chúa mở lòng, mở trí chúng con ra, để chúng con có thể hiểu một cách sâu sắc lời Chúa. Những điều gì mà bấy lâu nay chúng con chưa hiểu, Chúa ơi, xin hãy giúp chúng con hiểu được. Và khi chúng con hiểu được lời Chúa, xin làm cho đức tin của chúng con được gia tăng, được mạnh mẽ. Cơ bắp đức tin của chúng con được nảy nở, Chúa ơi, được nở nang ra, Chúa ơi. Và chúng con sẽ trở nên những con người thật sự mạnh mẽ trong đức tin, để chúng con có thể kinh nghiệm quyền năng lớn lao lạ lùng của Chúa xảy ra từng ngày, từng giờ trong cuộc sống của chúng con. Con cảm ơn Ngài. Con ước ao Chúa sử dụng cuộc đời của chúng con để làm vinh hiển danh Chúa. Con ước ao rằng mỗi một cuộc đời Cơ Đốc nhân là một công cụ sắc bén trong tay Chúa, để chúng con có thể ảnh hưởng đến cộng đồng mà chúng con đang sống. Và thông qua cuộc đời của chúng con thì nhiều người sẽ biết rằng Đức Chúa Trời chúng con là đấng tuyệt vời. Họ sẽ khao khát chạy đến tìm kiếm Ngài. Họ sẽ mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của đời sống mình. Nhiều người sẽ được cứu rỗi, nhiều người sẽ được giải phóng, nhiều người sẽ được tự do, nhiều người kinh nghiệm sự chữa lành, nhiều người kinh nghiệm phước hạnh của Chúa tuôn đổ xuống trên đời sống của họ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài nhiều lắm. Chúng con xin dâng chương trình buổi tối hôm nay trong tay của Chúa. Nguyện Chúa tể trị suốt thời giờ còn lại của chúng con và cho chúng con được thỏa lòng trong sự hiện diện của Ngài. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Thưa anh chị em, mỗi một buổi tối thứ tư là một niềm vui tươi mới trong chính đời sống tôi và anh chị em. Bởi vì tôi tin rằng Đức Chúa Trời của chúng ta luôn hiện diện. Khi những con cái của Ngài đang quây quần với nhau bất cứ hình thức nào, hoặc là tại một nơi, hoặc là chúng ta quây quần với nhau ở trên mạng internet như thế này, thì Đức Chúa Trời của chúng ta hiện diện. Bởi vì Ngài nói rằng nơi nào có đôi ba người nhóm lại nhân danh Chúa thì Chúa ở giữa chúng ta. Amen. Hallelujah. Và khi Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta thì Ngài sẽ bày tỏ tình yêu thương của Ngài. Ngài sẽ bày tỏ đức thành tín của Ngài. Ngài sẽ bày tỏ năng quyền lớn lao lạ lùng của Ngài. Tôi công bố trong danh Chúa Jesus Christ, trong suốt thời giờ chúng ta học Kinh Thánh, bất cứ ai đang có bệnh tật yếu đau trong cơ thể, kể cả những căn bệnh nan y mà bác sĩ đời này bỏ tay, mà nếu anh chị em lắng nghe với lòng khao khát, nếu anh chị em tin, anh chị em sẵn sàng công bố theo tinh thần của lời Đức Chúa Trời, thì tôi công bố rằng sự chữa lành đến trên cơ thể anh chị em, thậm chí ngay lập tức. Amen. Thậm chí ngay trong thời giờ này anh chị em khao khát, anh chị em tin, anh chị em đang chờ đợi, thì tôi nói rằng tất cả mọi đau đớn, nhức nhối, bệnh tật trong cơ thể anh chị em phải lui đi trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Và nếu anh chị em nào đang bị ma quỷ trói buộc dưới bất kỳ hình thức nào, ở trong bất kỳ lĩnh vực nào trong đời sống, hãy công bố trong danh Chúa Jesus Christ, bẻ gãy quyền lực của ma quỷ, khước từ những kết ước với ma quỷ và trục xuất chúng nó ra khỏi đời sống anh chị em. Ngay khi anh chị em vâng phục Chúa, anh chị em tin cậy Chúa, mở miệng ra và công bố khước từ ma quỷ, khước từ những công việc của chúng nó và đuổi chúng nó ra, thì chúng nó không còn quyền pháp lý ở trên anh chị em nữa. Chúng nó phải ra. Và trong danh Chúa Giêsu Christ, ta nói với Satan, ta nói với ma quỷ rằng các ngươi không có quyền gì trên những con người thuộc về Đức Chúa Trời. Cây gậy của cái ác không được đặt trên sản nghiệp của người công chính. Trong danh Chúa Giêsu Christ, tất cả các ngươi phải cút khỏi những con cái thật của Đức Chúa Trời, đi vào nơi vực sâu ngay bây giờ. Hãy buông tha họ để họ được tự do, để họ lắng nghe lời Đức Chúa Trời và họ được phước. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Cảm ơn Chúa. Tôi công bố rằng trong suốt thời giờ chúng ta học lời Chúa, bất cứ một sự trói buộc, một cái công việc tối tăm nào của ma quỷ đều sẽ bị bẻ gãy hoàn toàn nếu anh chị em tin điều đó cho chính đời sống cá nhân của anh chị em. Và tôi tin rằng sẽ có nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra trong khi chúng ta đã học lời Đức Chúa Trời. Thậm chí không có ai đặt tay trên chúng ta cả, nhưng với đức tin và lòng khao khát của chúng ta, Đức Chúa Trời hành động ngay tại nơi của chúng ta và phép lạ xảy ra. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Tôi có một vài điều để làm chứng với anh chị em. Có một người phụ nữ ở phía Bắc,
nếu tôi nhớ không lầm thì ở tỉnh Lào Cai. Theo tôi được biết thì Lào Cai ở gần Trung Quốc, hình như thế. Và người phụ nữ này gọi điện thoại cho chúng tôi trong tuần lễ này với một cái tâm sự về những cái gì đó rất là khó khăn ở trong chính đời sống mình, trong gia đình của mình. Qua cái lời tâm sự đó thì tôi biết rằng gia đình của người phụ nữ này có một cái sự rủa xả của ma quỷ. Người phụ nữ này có một số người con, trong khi đó thì có hai người con cũng đã lớn tuổi rồi. Mà cứ người con nào cũng học tới lớp 11, học kỳ 1 thì nghỉ học và bắt đầu sa đà vào trong những cái trò game, bắt đầu chơi game, không lo làm ăn gì cả, không có nghĩ gì đến tương lai sự nghiệp cả. Có rất nhiều nan đề khác. Bản thân người phụ nữ này thì trong cơ thể có rất là nhiều bệnh tật nan y. Những cái bệnh tật đó là những bệnh mà có lẽ là phải mang suốt đời. Tôi nói chuyện với bà ấy và thông qua lời của Đức Chúa Trời mà tôi đã được học hỏi thì tôi hiểu rằng người đàn bà này sở dĩ mang nhiều bệnh tật như thế là vì có cái trí não sờn. Giống như tôi thường hay trích dẫn cho anh chị em đó, lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay, còn trí não sờn làm xương cốt bị khô héo. Những cái sự lo lắng, sợ hãi, những buồn bực, cay đắng, giận hờn, vân vân ở trong đời sống đã đem đến bệnh tật cho bạn. Khi tôi phân tích lời Đức Chúa Trời cho bạn nghe và tôi dùng lời của Chúa để khích lệ bạn thì bà đã kinh nghiệm sự bình an, sự vui mừng ở trong tấm lòng của mình. Tôi hướng dẫn bà cầu nguyện với Chúa trong đức tin. Bà đã cầu nguyện với một thái độ rất là mềm mại và khao khát. Và sau đó tôi công bố sự chữa lành trên bà. Tôi công bố bẻ gãy những cái sự rủa xả của ma quỷ ở trong gia đình của bà. Bà đã đón nhận với tất cả sự vui mừng. Và tôi cảm ơn Chúa là hôm nay bà gọi điện thoại cho tôi với lòng biết ơn Chúa và bạn cũng có lời cảm ơn tôi bởi vì tôi đã bằng lòng để phục vụ Chúa và đã giúp đỡ cho bà. Thì tôi thấy rằng người đàn bà này có một cái tinh thần rất là đặc biệt. Đó là một con người có tấm lòng biết ơn. Và theo kinh nghiệm của tôi thì những con người mà có lòng biết ơn là những người sẽ nhận được rất là nhiều ơn phước của Chúa. Còn những người nào mà nhận nhiều ơn của Chúa mà không biết ơn, thậm chí là vong ân bội nghĩa, thì những người đó sẽ không thể nào tiếp tục kinh nghiệm ơn phước của Chúa trên đời sống của mình được. Cho nên tôi rất là vui khi một con cái Chúa có tấm lòng biết ơn Chúa và biết suy nghĩ về những cái công việc của nhà Chúa. Tôi cảm ơn Chúa. Người đàn bà này kinh nghiệm sự thăm viếng của Chúa trên đời sống của mình. Bà kinh nghiệm sự bình an trở lại, bà kinh nghiệm sự vui mừng trở lại, và bà kinh nghiệm những cái bệnh tật ốm đau nó ở trong cơ thể của bà, nó dường như nó tan biến. Bà cảm thấy thân thể của bà nhẹ nhàng, trong tâm linh nhẹ nhàng và trong thân thể nhẹ nhàng, những cơn đau tan biến đi. Và bà bày tỏ cái niềm vui mà tôi có thể cảm nhận được qua cái cách thức mà bà nói, qua cái giọng, cái ngữ điệu của bà. Tôi cảm ơn Chúa rất là nhiều. Và tôi hướng dẫn bà một số điều ở trong cái gọi là chiến lược để có thể chiến thắng ở trong chiến trận thuộc linh. Và bà hứa với tôi rằng bà sẽ cẩn thận làm theo lời của Chúa. Để rồi bà kinh nghiệm toàn bộ gia đình của bà sẽ được tự do. Và tôi tin chắc rằng không chỉ một mình bà được tự do như ngày hôm nay bà làm chứng. Nhưng mà trong những ngày tới tôi sẽ nghe tin tức về các con của bà. Sẽ không còn mê game nữa, sẽ không còn đánh mất cuộc đời của mình cách vô nghĩa nữa. Mà sẽ trở nên những cái con người sống có ý nghĩa, có mục đích đàng hoàng, là những công dân tốt trong xã hội, là những con người tin kính Chúa. Và tôi đã công bố rằng sẽ đến một ngày mà gia đình bà đứng lên và những người chủ trong gia đình, bà và chồng của bà sẽ đứng lên và công bố rằng tôi và cả nhà tôi sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Khi tôi nói điều đó, bà Amen rất là lớn. Tôi cảm nhận được sự khao khát và đức tin ở trong lòng của bà, và tôi tin rằng điều đó nhất định sẽ ứng nghiệm cho gia đình của người đàn bà này. Cảm tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, trước khi cái giờ học của chúng ta bắt đầu thì cách khoảng vài tiếng tôi nhận được một cú điện thoại. Cú điện thoại đó
từ một cặp vợ chồng hiện giờ thì đang nhóm ở trong một hội thánh truyền thống. Người vợ trong tình trạng bệnh tật rất là nặng nề, có những cái khối u ở trong não, và ở trong cái đầu á, thì do những cái bệnh tật đó mà đã mất đi một cái phần của não, khiếm khuyết đi, mắt thì bị lồi ra, bị sưng, bị lồi. Và cách đây khoảng 2 tuần thì người phụ nữ này không thể nhìn thấy, có thể nói là mù, không thấy cái gì cả. Thì lần lần đầu tiên hai vợ chồng đã đến hội thánh HTS của chúng tôi để thờ phụng Chúa, bởi vì họ khao khát sự hiện diện của Chúa và họ khao khát sự đụng chạm quyền năng của Chúa. Và tôi cảm ơn Chúa là ngay từ cái lần đầu tiên họ đến, họ được Chúa thăm viếng, họ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, họ cảm nhận một điều gì đó rất là bình an, một cái điều gì đó rất là nóng cháy, hừng hực khí thế khi họ nhóm ở trong hội thánh HTS của chúng tôi. Và cảm ơn Chúa là Chủ nhật vừa rồi họ đến và có một cái lời chứng, đó là con mắt từ cái chỗ mù họ không thấy cái gì cả, thì bây giờ họ có cái người phụ nữ đó đã thấy được mờ mờ. Tuy nhiên chúng tôi nói với người phụ nữ đó rằng mờ mờ thì vẫn chưa phải là cái đích đến cuối cùng của chúng ta, bởi vì Chúa muốn chữa lành hoàn toàn. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho có sự tiến triển, nhưng mà tiếp tục công bố sự chữa lành cho người phụ nữ này. Thì hai vợ chồng rất là vui mừng ở trong cái buổi nhóm lần thứ hai. Nhưng mà buổi chiều hôm nay thì gọi điện cho tôi một cách thảng thốt, ở trong tình trạng cấp bách, không phải là giờ làm việc của tôi, nhưng mà tôi thấy lần thứ nhất thì tôi đang làm việc, tôi không có bắt máy được. Nhưng gọi đến lần thứ hai thì tôi có một cảm nhận rằng có một cái gì đó nguy cấp ở trong cái cuộc điện thoại này. Và như tôi đã hứa, nếu như ngoài giờ làm việc mà có trường hợp nguy cấp thì tôi sẵn sàng để mà phục vụ. Tôi bắt máy lên và đúng như tôi đã nghĩ, có cái sự nguy cấp. Người người chồng nói với tôi rằng người vợ đang quá đau đớn. Không hiểu sao mọi việc đang tiến triển tốt lành như vậy. Hai vợ chồng quay trở về từ buổi nhóm thứ hai và bắt đầu làm chứng cho nhiều người về công việc Chúa đang làm. Chúa làm cho thuyên giảm rất là nhiều, và đặc biệt là hai vợ chồng thấy bình an, thấy vui mừng, cảm nhận như là mình có cái ngọn lửa mà Chúa đang thắp sáng lên trong lòng của mình, làm chứng cho nhiều người, và nhiều người cũng được khích lệ qua lời chứng đó. Nhưng mà sau tất cả những lời chứng đó thì bỗng nhiên người phụ nữ nó trở nên đau đớn quằn quại, dường như là những cái bệnh nó quay trở lại và với một cái tần suất lớn hơn. Thì hai người thật sự hốt hoảng, và tôi biết rằng họ là những người mà thiếu kinh nghiệm ở trên chiến trường. Chúng tôi nói vui là như thế, có nghĩa là họ không hiểu gì về chiến trận thuộc linh cả. Và tôi bắt đầu tiếp tục chia sẻ lời của Chúa, tôi chia sẻ những kinh nghiệm ở trong chức vụ của chúng tôi cũng như những gì mà chúng tôi kinh nghiệm trong đời sống cá nhân. Và tôi nói rằng khi một người bắt đầu kinh nghiệm Chúa và bắt đầu muốn phục vụ Chúa qua những cái lời chứng của mình, muốn nói cho mọi người biết về Chúa của mình tốt lành như thế nào, Chúa quyền năng như thế nào, thì đó là lúc mà ma quỷ nó rất là căm tức, nó sẽ muốn nó làm tất cả mọi điều nó có thể, dở mọi thủ đoạn để nó có thể cướp mất những lời chứng đó. Nó sẽ làm cho chúng ta nghi ngờ Đức Chúa Trời và nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời. Nó sẽ làm cho chúng ta dần dần đánh mất cái đức tin của mình khi chúng ta nhìn vào những cái hiện tượng, những cái triệu chứng, những cái gì đó xảy ra mà chúng ta nhìn thấy ở trong mắt thường của chúng ta. Và khi tôi phân tích lời Chúa cho hai vợ chồng nghe thì đức tin bắt đầu trở lại với họ, và tôi hướng dẫn họ cầu nguyện những lời cầu nguyện của đức tin, hướng dẫn họ công bố những cái lời trong đức tin mạnh mẽ. Và sau đó thì tôi bắt đầu công bố sự chữa lành trên người phụ nữ này và bẻ gãy tất cả những cái quyền lực tấn công lừa dối của Satan. Và cảm ơn Chúa, ngay sau lời công bố đó thì người chồng cho tôi biết rằng người vợ đã giảm đi cái cơn đau, cứ tiếp tục giảm, tiếp tục giảm, tiếp tục giảm. Tôi tin rằng giờ này thì người vợ đã lành hoàn toàn rồi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều tất cả những cái điều đó để chúng ta thấy rằng ma quỷ là kẻ lừa dối. Ma quỷ không muốn chúng ta sống một đời sống tin kính Chúa. Ma quỷ không muốn chúng ta sống một đời sống mạnh mẽ. Nó không muốn chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Cho nên hỡi anh chị em, không phải chỉ riêng cặp vợ chồng này, nhưng mà trong suốt những tuần lễ qua, vẫn có những anh chị em khác thỉnh thoảng là cho chúng tôi biết rằng khi họ trở nên mạnh mẽ, họ kinh nghiệm được Chúa làm điều này, Chúa làm điều nọ, thì có những cái sự bắt bớ tấn công dưới nhiều hình thức nó đổ xuống trên đời sống của họ. Và
có nhiều người vì chưa hiểu lời Chúa một cách sâu sắc, chưa có kinh nghiệm chiến trường, cho nên hơi có sự dao động, có những người thậm chí sợ hãi và lo lắng. Nhưng cảm ơn Chúa khi chúng tôi dùng lời Chúa để nâng đỡ họ, dùng lời Chúa để khích lệ họ, dùng lời Chúa để đảm bảo cho họ, thì đức tin của họ được củng cố trở lại, họ trở nên mạnh mẽ và họ bắt đầu đánh bạc những sự tấn công của ma quỷ ra khỏi đời sống của họ. Và có những anh chị em đã vượt qua được cái giai đoạn thử thách khó khăn là giai đoạn đầu khi họ bắt đầu kinh nghiệm Chúa đó, họ vượt qua được và họ trở nên những người chiến sĩ dày dạn chiến trường, và Đức Chúa Trời bắt đầu sử dụng họ để đem sự giải cứu, sự chữa lành và ơn phước của Chúa đến cho những người khác. Tôi đã cầu nguyện và tôi công bố rằng hai vợ chồng này chắc chắn sẽ được Chúa sử dụng cho những công việc lớn lao trong những ngày tới. Khi họ vượt qua giai đoạn này, họ sẽ có một cái trải nghiệm rất là sống động với Chúa. Và khi họ gặp những con người cùng cảnh ngộ, thì họ sẽ là một trong những người tốt nhất để giúp đỡ cho những người cùng cảnh ngộ đó có thể vượt qua khó khăn. Cảm ơn Chúa. Thưa anh chị em có thể đọc Kinh Thánh ở trong Sách Ê-díp-tô Ký. Anh chị em thấy rằng dân Israel trước khi mà Môi-se xuất hiện đó, để mà trở nên một cái con người mà Chúa sai phái giải phóng họ ra khỏi ách nô lệ đó, thì trước đó cái ách nô lệ của họ tuy là nặng nề nhưng mà không quá nặng nề. Nhưng mà khi Môi-se bắt đầu công bố lời Đức Chúa Trời, quyền năng của Chúa bắt đầu được bày tỏ ra, thì lúc đó Kinh Thánh chép rằng Pharaoh mới tăng lên những cái sự nhọc nhằn. Bây giờ thì không có còn cung cấp sẵn nguyên vật liệu nữa mà bắt Israel tự đi ra mà tìm rơm, tìm những cái nguyên vật liệu để tự làm gạch, và không có giảm tần suất chút xíu nào cả, và đối xử một cách hà khắc, đánh đập tàn nhẫn. Dân Israel không hiểu, bắt đầu ta thán, phàn nàn, nói là thôi ông đã yên cho tụi tôi đi, tự nhiên rồi ông nhúng tay vô làm gì đi, rồi bây giờ tụi tôi còn khổ hơn nữa. Mà chúng ta thấy không, cuối cùng kết cục như thế nào? Kết cục là dân của Chúa đã được giải phóng khỏi ác nô lệ. Cho nên tôi muốn chia sẻ cái điều này với tất cả sự hiểu biết và kinh nghiệm của tôi, để anh chị em nào nếu cùng một cảnh ngộ như vậy, nếu mà trong những ngày qua anh chị em tham dự chương trình học Kinh Thánh buổi tối thứ tư, hoặc là anh chị em tham dự những cái buổi thờ phượng của chúng tôi, và anh chị em thấy khi trở về thì bắt đầu có những sự tấn công, có những cái mà tưởng chừng như nó khó khăn hơn, thì anh chị em ơi đừng sợ. Chúng ta đừng nhìn vào hiện tượng, đừng nhìn vào triệu chứng, những cái gì bên ngoài. Nhưng anh chị em hãy xây dựng cuộc đời mình trên nền tảng là lời Đức Chúa Trời. Điều đáng tin cậy nhất trên thế giới này chính là lời Đức Chúa Trời. Bằng mọi giá hãy bám chặt lấy lời Đức Chúa Trời, thì anh chị em nhất định sẽ chiến thắng. Amen. Hallelujah. Cảm tạ Đức Chúa. Có nhiều điều khác nữa đã xảy ra trong suốt tuần lễ qua, nhưng thì giờ thì có hạn, cho nên tôi chỉ chia sẻ một cái điều cuối cùng để khích lệ anh chị em. Anh chị em thấy rằng tôi có đăng cái video, video đó là video của mục sư Trương Quý. Đây là một vị mục sư mà tôi chưa bao giờ gặp ở bên ngoài, tôi cũng không có mối quan hệ gì cả. Tuy nhiên thì tôi tình cờ thấy cái video của vị mục sư này ở trên Facebook, và tường thuật lại về cái chuyến đi 12 người trong đoàn của mục sư, gồm 12 người đi đến cái nơi hội thánh viết tắt là Scone ở tại Lagos, Nigeria, Nigeria đó. Nơi đó là nơi mà vị tiên tri là người của Đức Chúa Trời T.B. Joshua, tiên tri T.B. Joshua đang thi hành chức vụ ở tại nơi đó một cách đầy quyền năng, và hầu như cả thế giới đều biết đến chức vụ của tiên tri T.B. Joshua. Thật ra thì tôi biết tiên tri này từ lâu rồi, và tôi theo dõi công việc của ông rất nhiều, và tôi rất là cảm ơn Chúa về những công việc quyền năng lạ lùng mà Chúa đã làm qua chức vụ của tiên tri cũng như là hội thánh Scone. Nhưng mà cái điều khiến cho tôi phải chia sẻ lại cái video của mục sư Trương Quý đó là gì? Đó là tôi vui mừng bởi vì những người Việt Nam đầu tiên đã có cơ hội đặt chân đến một trong những hội thánh quyền năng nhất thế giới, là nơi có sự hiện diện đầy dẫy của Đức Chúa Trời. Và chính miệng họ kể lại những công việc quyền năng mà họ đã thấy tận mắt, nghe tận tai. Và cảm ơn Chúa là qua những cái gì xảy ra ở trong chuyến đi đó, thì mục sư Trương Quý đã chia sẻ lại những cái lẽ thật của Kinh Thánh, mà đối với tôi đó là những lẽ thật rất là chính xác, rất là đúng đắn.
đó là điều mà chúng tôi đã ấp ủ từ lâu rồi. Và tôi tin rằng những anh chị em nào học chương trình buổi tối thứ tư này, xem cái video của một sư trương quý, thì sẽ amen, sẽ hallelujah và sẽ cảm ơn Chúa, bởi vì chúng ta đang đi đúng theo cái hướng mà Đức Chúa Trời thật sự mong đợi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều, anh chị em. Đó là cái điều Kinh Thánh dạy, những điều rất là căn bản. Tuy nhiên ngày hôm nay có quá nhiều hội thánh đã thờ ơ với những lẽ thật đó. Có quá nhiều hội thánh đã hờ hững, và thậm chí có nhiều hội thánh chống đối lại những lẽ thật đó. Và thay vì ca ngợi Chúa Thánh Linh và những công việc quyền năng Ngài làm, thì có nhiều người đang xúc phạm Chúa Thánh Linh và xúc phạm những công việc của Chúa Thánh Linh. Có nhiều người đang làm buồn lòng Thánh Linh, và thậm chí có nhiều người đang cố tình dập tắt Thánh Linh nữa. Và tôi ước ao rằng anh chị em mà chưa xem video của một sư trương quý thì hãy xem. Không phải là tôi quảng cáo cho một người quen, người thân của mình đâu. Một lần nữa tôi nhắc lại, tôi không hề quen ông ấy. Tôi chưa hề gặp ở bên ngoài. Nhưng chỉ đơn giản, ông là người đang nói đúng lời của Đức Chúa Trời, đang nói đúng những cái lẽ thật mà cần phải được phục hưng ở tại Việt Nam. Cho nên tôi khích lệ anh chị em, những người nào chưa xem, hãy xem video đó để được khích lệ. Và tôi tin rằng một sư trương quý tôi tới của Chúa đã đi đến đó, và ở trong cái môi trường đó thì chắc chắn nhận được sự sức dầu của Chúa để về phục vụ Chúa. Tôi ước ao rằng Chúa giấu ông trong sự khiêm nhường, trong tình yêu thương của Ngài, và ông cũng sẽ là người bày tỏ tình yêu và quyền năng của Chúa cho nhiều người, là một tôi tớ Chúa được Chúa dấy lên để làm những công việc tốt lành ngay trong cái xã hội Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn Chúa, hallelujah. Tôi ước ao rằng nhiều anh chị em, nếu mà có cơ hội thì một lần đến thăm hội thánh ở đó, cũng như tôi cũng rất là khao khát. Tuy nhiên cái vấn đề chính vẫn là cái sự nhìn biết Chúa trong đời sống của chúng ta. Rất có thể chúng ta không có tiền, chúng ta không có cơ hội để đi đến Scone, Lagos, Nigeria. Nhưng mà ngay tại chỗ của chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm Chúa với tất cả lòng khao khát. Và chúng ta hoàn toàn có thể kinh nghiệm sự đụng chạm đầy quyền năng của Chúa để biến đổi cuộc đời chúng ta, để chữa lành chúng ta, để sức dầu ban ơn cho chúng ta. Đó là điều mà tôi đã kinh nghiệm vào năm 2005. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Nếu chúng ta có một tôi tới Chúa đầy quyền năng đặt tay trên chúng ta, nói tiên tri cho chúng ta, hay là công bố những cái điều gì đó thuộc về đức tin, thì điều đó càng tốt. Nhưng tôi nhấn mạnh lần nữa, nếu chúng ta không có cơ hội đó, nếu chúng ta không có điều kiện để tiếp xúc với những tôi tới Chúa đó, nhưng mà ngay tại chỗ của chúng ta, bất kể đó là chỗ nào, nếu chúng ta hạ mình xuống tìm kiếm Chúa, khao khát Chúa, thì chính Đức Chúa Trời sẽ chạm đến cuộc đời của chúng ta và làm nên những kỳ tích. Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Giờ này thì anh chị em cùng với tôi đi vào trong bài học chính thức của chúng ta dựa trên Matthew chương 2, và tôi sẽ chia làm hai phần. Hôm nay chúng ta sẽ học phần 1 của Matthew chương 2. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh ra ở Matthew chương 2. Tôi xin công bố lời Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Giêsu đã giáng sinh tại thành Bethlehem miền Giu-đê vào thời trị vì của vua Herod, có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Jerusalem hỏi rằng: vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua triệu tập các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại để hỏi họ: Đấng Christ được sinh tại đâu? Họ tâu rằng: tại thành Bethlehem miền Giu-đê, vì có lời tiên tri chép rằng: hỡi Bethlehem thuộc Giu-đê, ngươi đâu kém gì những thành phố hàng đầu của Giu-đê, vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ, ngươi sẽ chăn dắt dân Israel của ta. Herod bí mật mời các nhà thông thái đến để tìm hiểu kỹ về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua sai họ đi đến thành Bethlehem và căn dặn: hãy đi dò hỏi thật kỹ về con trẻ ấy. Khi tìm gặp rồi, hãy cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ Ngài. Khi vua truyền xong, họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Mary mẹ Ngài thì phủ phục xuống thờ lại Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Sau đó trong chiêm bao, họ được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Khi các nhà thông thái đi rồi,
Một thiên sứ của Chúa hiện đến với Joseph trong chim bao và truyền rằng: Hãy thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài lánh sang Ai Cập, cứ ở đó cho đến khi ta truyền bảo, vì vua Herod sắp tìm con trẻ ấy để giết. Đang đêm, Joseph thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài lánh sang Ai Cập, rồi cứ ở đó cho đến khi vua Herod băng hà. Việc này xảy ra để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Khi thấy mình bị các nhà thông thái đánh lừa, vua Herod vô cùng tức giận, truyền lệnh giết tất cả những bé trai từ 2 tuổi trở xuống tại thành Bethlehem và các vùng phụ cận, theo đúng ngày tháng mà các nhà thông thái đã cho vua biết. Như vậy, lời của nhà tiên tri Jeremy đã nói được ứng nghiệm. Người ta nghe tại Rama tiếng than vãn khóc lóc thảm thiết, ấy là ra trên khóc các con mình mà không chịu an ủi vì chúng không còn nữa. Sau khi vua Herod băng hà, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Joseph trong chim bao tại Ai Cập và truyền rằng: Hãy thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về đất Israel, vì những kẻ tìm giết con trẻ ấy đã chết rồi. Joseph thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về Israel. Nhưng khi nghe tin Achelau nối ngôi vua cha là Herod trị vì miền Jude, thì Joseph sợ, không dám về nơi này. Hơn nữa, được chỉ dẫn trong chim bao, nên ông đến miền Galilee, cư ngụ trong một thành gọi là Nazareth. Như vậy, lời các nhà tiên tri đã nói được ứng nghiệm: Ngài sẽ được gọi là người Nazareth. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào các ý chính của bài học. Điều đầu tiên mà tôi muốn cùng học với anh chị em đó là: chúng ta tự hào vì được thờ phượng một cứu Chúa có lai lịch và tiểu sử rõ ràng, đáng tin cậy nhất. Tôi nhắc lại: chúng ta tự hào vì được thờ phượng một cứu Chúa có lai lịch và tiểu sử rõ ràng, đáng tin cậy nhất. Thưa anh chị em, chỉ riêng trong chương 1 và chương 2 thôi, thì anh chị em thấy rằng Matthew đã trích dẫn 5 lời tiên tri từ Kinh Thánh Cựu Ước. Tôi đếm tổng cộng là 5 lời tiên tri được trích dẫn bởi Matthew, chỉ riêng trong chương 1 và chương 2 thôi. Tôi có thể đọc lại những lời tiên tri đó cho anh chị em. Đầu tiên là ở trong chương 1, Matthew trích dẫn: Này, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Emmanuel. Rồi, ở trong chương 2, chúng ta thấy lời của Chúa trích dẫn ở trong câu số 4 và số 5, số 5 và số 6. Chúng ta thấy rằng khi mà vua triệu tập các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại để hỏi họ Đấng Christ được sinh ra tại đâu, thì họ mới đọc trong Kinh Thánh, họ tâu rằng: Tại thành Bethlehem miền Jude, vì có lời tiên tri chép rằng: Hỡi Bethlehem thuộc Jude, ngươi đâu kém gì những thành phố hàng đầu của Jude, vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ, người sẽ chăn dắt dân Israel của ta. Rồi, chúng ta thấy lời tiên tri tiếp theo ở trong câu số 14-15: Đang đêm Joseph thức dậy, đem con trẻ và mẹ ngài lánh sang Ai Cập, rồi cứ ở đó cho đến khi vua Herod băng hà. Việc này xảy ra để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Chúng ta thấy. Rồi ở trong câu số 18: Người ta nghe tại Rama tiếng than vãn khóc lóc thảm thiết, ấy là ra trên khóc các con mình mà không chịu an ủi vì chúng không còn nữa. Và lời tiên tri cuối cùng chúng ta đọc ở trong câu cuối cùng của chương 2: Ngài sẽ được gọi là người Nazareth. Anh chị em thấy rằng chỉ riêng trong chương 1 và chương 2, hai chương đầu của sách Matthew thôi, thì đã có tới 5 lời tiên tri trong Cựu Ước được trích dẫn. Và ở trong chương 1 thì chúng ta thấy rằng Matthew đã ghi rõ gia phả của Chúa Giêsu dựa trên những tài liệu lịch sử của thời Cựu Ước.
À, chúng ta thấy rằng Matthew đã ghi rất là rõ ràng, rất là chi tiết. À, chúng ta thấy rằng cuộc đời Chúa Giêsu cho đến khi Ngài hy sinh trên thập tự giá, cho đến khi Ngài phục sinh và thăng thiên đều được Kinh Thánh ghi lại một cách rõ ràng. Anh chị em thấy rằng ghi một cách rất là chi tiết, không phải chỉ có một sách ghi lại về cuộc đời của Chúa Giêsu, mà chúng ta có thể nói rằng ít nhất là bốn sách ghi lại về cuộc đời của Chúa Giêsu, đó là ghi một cách đầy đủ chi tiết. Còn những cái sách sau đó, những thư tín sau đó, sách và thư tín sau đó, thì chúng ta thấy rằng đều có nhắc đến Chúa Giêsu, à, nhưng mà không có ghi nhiều và đầy đủ như là bốn sách phúc âm. Chúng ta thấy rằng Matthew, Mark, Luca và Giăng, à, cả bốn sách đều ghi về cuộc đời của Chúa Giêsu hết. Cho nên chúng ta thấy rằng cái cuộc đời của Chúa Giêsu đã được ghi lại một cách rất là rõ ràng. Những gì về Chúa Giêsu được Kinh Thánh ghi chép rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Hallelujah. Thưa anh chị em, những gì Kinh Thánh ghi lại đều có sự hậu thuẫn của một số môn khoa học, à, điển hình như là môn lịch sử và khảo cổ học. À, hôm nay không phải là cái buổi học lịch sử. Hôm nay cũng không phải là cái buổi học về khảo cổ học. À, tôi chỉ nói sơ qua để cho anh chị em nắm được, và anh chị em hoàn toàn có thể tìm hiểu một cách cá nhân ở trên mạng internet hoặc là thông qua rất là nhiều tài liệu. À, tôi không có thì giờ để nói quá sâu vào điều này, chỉ nói sơ qua để cho anh chị em thấy rằng tất cả những gì về cứu Chúa của chúng ta rất là rõ ràng và đáng tin cậy. Không chỉ là Kinh Thánh ghi lại mà có những cái môn khoa học đã hậu thuẫn, à, đã có những sự khẳng định, những sự xác nhận, đặc biệt là môn lịch sử và khảo cổ học. À, điều đó để cho chúng ta thấy rằng không phải tự chúng ta, à, chúng ta giống như là mình là tin cái gì thì mình quảng cáo cái đó, hay là tin cái gì thì mình cho cái đó là đúng, à, giống như người ta thường hay làm ở các tôn giáo vậy đó. À, đúng hay sai, thật hay giả chưa biết, nhưng cái người nào theo cái tôn giáo nào thì họ sẽ binh vực cái tôn giáo của họ và họ sẽ nói là có thật, có thật. Nhưng mà đối với tôi đó, không phải cái gì người ta nói là có thật thì nó là có thật, à, không phải cái gì người ta nói đúng thì nó là đúng, mà tôi phải thấy rằng nó đúng trong thực tế và có thật trong thực tế theo cách mà có thể kiểm nghiệm được cho anh chị em. Bằng không thì đó là những cái niềm tin vô căn cứ, nó là mê tín dị đoan. Còn cái gì tin mà nó có tính xác thực, nó có thể được chứng minh thậm chí trong thực tế đời sống cá nhân của chúng ta, thì đó không bao giờ là mê tín, mà đó là đức tin thật. Và đức tin đó chắc chắn sẽ đem lại ích lợi cho đời sống của chúng ta. Thưa anh chị em, à, chúng ta thấy đó, có những môn khoa học hậu thuẫn cho những cái gì được ghi lại ở trong Kinh Thánh, đặc biệt là môn lịch sử và môn khảo cổ học. À, nhưng mà riêng đối với tôi thì điều thuyết phục tôi nhiều nhất chính là tính thực nghiệm của Kinh Thánh. À, tôi nhắc lại, mặc dù có những cái môn khoa học hậu thuẫn, nhưng đối với tôi không phải là quá quan trọng. Riêng đối với tôi, điều thuyết phục tôi nhiều nhất chính là tính thực nghiệm của Kinh Thánh. Đó là khi tôi áp dụng sự dạy dỗ của Kinh Thánh vào đời sống thực tế của chính mình, thì tôi thấy xảy ra đúng như những gì Kinh Thánh nói. Và thưa anh chị em, đó chính là cơ sở vững chắc nhất để tôi tin tất cả những gì Kinh Thánh chép về Chúa Giêsu là thật 100%. Tôi nhắc lại, có những cái sự hậu thuẫn của các môn khoa học, chẳng hạn như lịch sử và khảo cổ học, điều này rất là quan trọng. Cho nên tôi nhắc lại cho anh chị em, riêng đối với tôi, điều thuyết phục tôi nhiều nhất chính là tính thực nghiệm của Kinh Thánh. Thưa anh chị em, đó là khi tôi áp dụng sự dạy dỗ của Kinh Thánh vào trong đời sống thực tế của chính mình, thì tôi thấy xảy ra đúng như những gì Kinh Thánh nói. Và đó là cơ sở vững chắc nhất để tôi tin tất cả những gì Kinh Thánh chép về Chúa Giêsu là thật 100%. Amen. Tôi tin rằng anh chị em, những con người nào thật sự hiểu lời Chúa, những người yêu mến, kính sợ Chúa, cũng có cái suy nghĩ giống như tôi. Amen.
Thưa anh chị em, tôi có thể nói một vài cái ví dụ thực tế cho điều mà tôi mới vừa đưa ra. Tôi nói ví dụ với anh chị em nhé. Kinh Thánh dạy về sự tha thứ. Trước khi Kinh Thánh dạy về cái sự tha thứ thì Kinh Thánh cũng có nói đến cái sự cay đắng, sự không tha thứ, những sự căm ghét, phẫn nộ, những cái gì đó không tốt đẹp mà người ta giữ ở trong lòng của mình, người ta ghim gút trong lòng của mình. Và Kinh Thánh dạy chúng ta rằng nếu chúng ta giữ những sự cay đắng, những cái mà Kinh Thánh gọi là trí nao sờn ở trong con người của mình đó, chúng ta cứ ấp ủ, chúng ta cứ giữ nó mãi từ năm này qua năm khác, thì cuối cùng nó sẽ sinh ra bệnh tật ốm đau. Và chỉ có một cách duy nhất để những con người như vậy được chữa lành, đó là sẵn sàng hạ mình xuống trong tình yêu thương, nhân danh Chúa Giêsu Christ, để công bố sự tha thứ cho những người đã làm mình tổn thương, cho những người đã làm cho mình cay đắng, buồn bực, giận dữ, vân vân. Và Kinh Thánh dạy là khi chúng ta tha thứ thì chúng ta sẽ được buông tha, chúng ta được tự do, sự bình an sẽ trở lại, niềm vui sẽ trở lại với chúng ta. Chúng ta có thể ngủ ngon, chúng ta có thể ăn ngon, và chúng ta được chữa lành những bệnh tật. Khi tôi đọc điều đó, khi tôi học điều đó, tôi áp dụng vào trong đời sống của tôi và tôi thấy nó hoàn toàn hiệu nghiệm. Thật sự, thưa anh chị em. Và khi tôi thi hành chức vụ thì tôi thấy điều đó hoàn toàn đúng trong thực tế của tất cả những người mà đã đến để nhờ tôi giúp đỡ. Những người cứ giữ sự cay đắng mà không tha thứ, họ cứ sống trong sự bất an, sống trong cái sự khó chịu, bức rứt. Họ ăn không ngon, ngủ không yên, rồi họ mắc đủ thứ bệnh tật. Và khi cầu nguyện trong đức tin, khi công bố trong đức tin cho họ, đặt tay trên họ, làm những gì mà Chúa dạy, thì không có một kết quả tốt đẹp đối với những người đó. Cho tới khi mà họ lắng nghe lời Đức Chúa Trời, họ bằng lòng vâng lời của Chúa, họ thực thi lời của Chúa, họ bắt đầu mở miệng ra nhân danh Chúa Giêsu Christ công bố sự tha thứ cho Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B về việc này, về việc nọ. Họ công bố trong sự vâng lời và quyền năng của Chúa tuôn đổ vào trong họ. Quyền năng của sự tha thứ đổ vào khi họ vâng lời. Và rồi họ thấy lòng họ tan chảy ra, họ khóc, rồi họ kinh nghiệm cái sự tự do thật ở trong tấm lòng của họ. Họ kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa chạm đến thân thể của họ. Các anh chị em, đó là một trong những ví dụ. Và một ví dụ nữa, nó cũng có liên quan đến sự chữa lành. Đó là gì? Khi chúng ta bị bệnh, lời Chúa nói rằng, vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì. Hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Lời của Chúa dạy cho tất cả những người tin, chứ không riêng gì các mục sư, không riêng gì những chấp sự, không riêng gì những cái người có chức sắc hay là những người lâu năm hội thánh, mà lời của Chúa nói rằng những kẻ tin hay là những người tin. Và thưa anh chị em, khi chúng tôi dạy dỗ điều này cho các nhóm tín đồ khác nhau, những nhóm tín đồ lâu năm cũng như những người mới tin Chúa, thậm chí những người mới vừa tin Chúa, và khi họ thật sự tin điều đó và họ bắt đầu áp dụng điều đó thì có sự hiệu nghiệm ngay tức khắc. Thưa anh chị em, có những người mà thậm chí tin Chúa chỉ mới có 3 ngày thôi, đặt tay trên người thân của mình và công bố sự chữa lành trong danh Chúa Jesus Christ, thì lập tức bệnh tật ở trong người thân của mình được chữa lành hoàn toàn. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng Kinh Thánh là đúng đắn, Kinh Thánh là thật. Những gì mà Kinh Thánh dạy chúng ta áp dụng, nó ứng nghiệm, nó đúng y như những gì mà Kinh Thánh chép. Và đó là cái cơ sở vững chắc cho chúng ta, để chúng ta hoàn toàn có thể tin cậy rằng những gì được chép, những gì được ghi về chính Chúa Jesus Christ là sự thật. Amen anh chị em. Đó là cơ sở rất là vững chắc. Cho dù không có một môn khoa học nào hậu thuẫn, nhưng mà đó là những cái điều quá đủ cho chúng ta để đức tin của chúng ta được xây dựng cách vững chắc. Huống hồ chúng ta có nhiều phương tiện khác nhau trên thế giới này để hậu thuẫn cho đức tin của chúng ta nơi cứu Chúa của chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Còn rất là nhiều cái ví dụ khác, nhưng mà chắc chắn là tôi không có đủ thời giờ để nói với anh chị em ở trong thời giờ này. Chúng ta có thể tự suy nghĩ về điều đó. Amen. Trong khi đó, anh chị em thấy kinh kệ và đối tượng thờ phượng của các tôn giáo trên thế giới này hầu như không có cơ sở rõ ràng về tính xác thực và không hề mang tính ứng nghiệm trong thực tế gì cả. Có đúng như vậy không? Anh chị em hãy quan sát các tôn giáo trên thế giới này đi.
anh chị em sẽ thấy rằng kinh kệ và đối tượng thờ phượng của họ không có một cái cơ sở rõ ràng về tính xác thực. Tất cả những cái đó không hề có một cơ sở rõ ràng gì cả, chỉ là một cái niềm tin chủ quan, và họ có một cái tự ái về tôn giáo. Họ không có cái gì để thật sự để kiểm nghiệm lại cả, ngoại trừ đó là gọi là cái tinh thần tôn giáo của họ. Cái tự ái tôn giáo đã khiến cho họ phải lên tiếng để họ nói tôn giáo đó là đúng, tôn giáo đó là tốt, là quyền năng vân vân. Nhưng trong thực tế thì không chứng minh được điều đó. Đó là sự thật, tôi không thể nói khác đi được, thưa các anh chị em. Các tôn giáo tôn thờ những con người hoặc tôn thờ những tạo vật. Các tôn giáo, anh chị em thấy không? Họ tôn thờ những con người hoặc là những tạo vật, hoặc là những cái vị thần nào đó ở trong cái gọi là thần thoại, ở trong cái trí tưởng tượng của họ thôi. Và anh chị em thấy rằng con người và tạo vật thì họ được tôn thần thánh. Con người họ tôn thần thánh, rồi tạo vật họ tôn thần thánh, họ tôn những con người và tạo vật lên thành thần thánh. Anh chị em thấy, ví dụ như là sông thì có thần sông, núi thì có thần núi, đúng không? Rồi có những cái thần như là thần voi, rồi người ta thờ cả chuột, rồi người ta thờ cả con bò. Có những nơi tôi thấy người ta thờ con dơi, người ta làm tượng con dơi. Có những nơi thì người ta thờ con cá ông. Có những nơi thì người ta thờ con cọp. Có những nơi thì người ta thờ con sư tử. Hầu như là cái gì trên thế giới này người ta cũng có thể dựng lên người ta thờ được hết. Hoặc là những người đã chết đi, chết oan thì người ta cho là linh thiêng, rồi người ta dựng tượng, rồi người ta lập bàn thờ, rồi người ta dựng am, dựng miếu, người ta phong thần, phong thánh, rồi người ta thờ. Không có một cái cơ sở gì cả, tất cả chỉ là một cái gì đó do tự họ nghĩ ra và tự họ thần thánh hóa, rồi họ xì sụp, họ quỳ lại, họ tôn thờ, và kết quả là cuộc sống của họ hoàn toàn mờ mịt, rất là đáng thương, thưa các anh chị em. Còn chúng ta thì sao, thưa anh chị em? Chúng ta có quyền tự hào bởi vì chúng ta đang thờ phượng một cứu Chúa mà được chứng minh là đến từ trời, với đầy đủ tư cách và năng quyền để giải phóng cuộc đời chúng ta và ban cho chúng ta một thiên mệnh tốt đẹp. Amen. Hallelujah. Tôi nhắc lại, chúng ta có quyền tự hào bởi vì chúng ta đang thờ phượng một cứu Chúa được chứng minh là đến từ trời, với đầy đủ tư cách và năng quyền để giải phóng cuộc đời chúng ta và ban cho chúng ta một thiên mệnh tốt đẹp. Amen. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa. Anh chị em hãy suy nghĩ về điều này và hãy tạ ơn Chúa đi. Có rất là nhiều cái sự kiện xảy ra ở trong cộng đồng chúng ta và làm cho tôi suy nghĩ. Và mỗi khi suy nghĩ đến những sự kiện đó thì tôi lại cảm ơn Chúa. Tôi nói ví dụ gần đây nhất là cái chương trình kỷ niệm 500 năm Tin Lành Cải Chánh. Kỷ niệm về Martin Luther đó, Martin Luther. Thưa anh chị em, thì ở trong Sài Gòn á, thì các hội thánh tư gia đã nhóm hiệp lại với nhau và tổ chức ở tại, tôi nhớ không lầm là dưới cái cầu Rạch Chiếc, nó có một cái sân golf Rạch Chiếc ở bên quận 2 thì phải. Và vào cái thời điểm đó là thời điểm mà đang có mưa bão áp thấp nhiệt đới gì đó, và anh chị em biết rằng là đài khí tượng thủy văn là cứ báo mưa báo bão suốt như vậy. Ngay tại cái sân golf đó thì vào cái thời điểm đó, theo như người chủ và những người làm việc ở đó nói, thì thời điểm đó là thời điểm ngập lụt, cái thời điểm mà nó toàn là sình lầy không thôi, không có thể nào mà làm một sự kiện gì cả. Và hội thánh đã đến làm ngay tại chỗ đó, tất cả các hệ phái hiệp lại với nhau để làm ở tại chỗ đó. Và điều kỳ diệu là 2 ngày mà chúng ta làm chương trình đó thì cả 2 ngày đều nắng ráo đến nỗi báo chí cũng ngạc nhiên.
báo chí họ họ đăng đăng tải về cái sự kiện đó, và đối với họ là sự kiện lạ. Tại sao trong cái thời điểm mưa bão như thế nhưng mà tự nhiên thành phố Sài Gòn của chúng ta nắng ráo như thế, thậm chí ở bên ngoài có những nơi nắng rất là gắt như thế, và cái mặt sân nơi mà tổ chức cái chương trình đó hoàn toàn khô ráo, và chính cái người chủ của cái sân golf đó đã nói chuyện với các tôi tớ Chúa và thừa nhận rằng tôi bái phục Chúa của các ông luôn. Những cái người làm công ở đó họ cũng nói đúng là Chúa kỳ diệu thật, và không phải ngẫu nhiên mà như vậy. Đó là vì chúng ta đã đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời của chúng ta, và chúng ta đã cầu nguyện bằng đức tin, và Ngài đang thể hiện cái quyền tể trị của Ngài. Amen. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa. Anh chị em thấy có nhiều lần đã từng xảy ra những cái vấn đề bão tố đến một vùng đất nào đó, và khi cơ đốc nhân chúng ta nắm được tin tức và chúng ta truyền tin cho nhau, và chúng ta kêu gọi nhau rằng nào chúng ta hãy đứng lên và chúng ta hãy công bố trục xuất cơn bão đó ra khỏi vùng đất đó, và cơn bão đó phải đổi hướng, chuyển hướng và không thể nào gây thiệt hại ở vùng đất đó, thì khi mà cơ đốc nhân thật sự hiệp một làm điều đó thì tôi thấy rằng luôn luôn là bão tố nó đã chuyển hướng, và đặc biệt là ở Cà Mau trong cái lần gần nhất cái cơn bão lần trước mà chúng ta nghe báo đài được tin, thì cảm ơn Chúa, hội thánh vui mừng, tất cả mọi người đều vui mừng. Chúng ta thấy rằng chúng ta đang thờ phượng một cứu Chúa thật hữu, một đấng sống, một đấng đang hiện diện với tất cả quyền năng của Ngài. Ngài không phải là một bức tượng, Ngài không phải là một cái bức tranh, Ngài không phải nằm trong trí tưởng tượng của loài người, Ngài không phải là một vị thần do tôn giáo vẽ ra, mà Ngài là đấng tạo hóa, Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại, Ngài là đấng đang sống và Ngài mãi mãi sống, và Ngài là đấng có dư quyền năng để có thể tác động vào trong đời sống thực tế của mỗi một người tin và làm cho đời sống của chúng ta được thăng hoa. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Anh chị em thấy không? Tất cả những cái sự kiện nào mà con dân Chúa nhóm hiệp lại với nhau, đồng một tấm lòng, cùng một cái chí hướng, chúng ta hiệp một với nhau, không chia rẽ, Đức Chúa Trời luôn luôn làm những phép lạ, và rồi những cái sự kiện đó đem đến phước hạnh cho nhiều người. Nhiều người được cứu, nhiều người được chữa lành, có những công việc tốt đẹp được mở ra. Và anh chị em ơi, tôi không nhắc đến một cách chi tiết, nhưng mà đã có những sự kiện trên đất nước này với những cái niềm tin không phải nơi Đức Chúa Trời. Có những sự kiện thậm chí rất là lớn, nhưng mà đằng sau sự kiện đó là gì? Đằng sau sự kiện đó là thiên tai, đằng sau sự kiện đó là những cái sự đốt phá, những sự rối loạn trong xã hội, và đằng sau sự kiện đó là những cái tai nạn xảy ra. Anh chị em để ý đi, xem báo đài, so sánh, đối chiếu, anh chị em sẽ thấy rằng tôi nói đúng. Tôi không tiện để nói đó là những sự kiện gì và nó xảy ra cái gì. Tôi không muốn đụng chạm đến cái tự ái tôn giáo của một số người, nhưng mà đó là sự thật. Có một sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời của chúng ta và giữa những các thần tượng, giữa những cái đối tượng tôn sùng của các tôn giáo mà không phải là Đức Chúa Trời. Điều đó chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng cao nhất, là đấng lớn nhất, là đấng tuyệt vời, đấng nắm quyền cai trị trên cả cõi hoàn vũ. Và nơi nào có những người tôn kính Ngài, nơi nào có những người hết lòng thờ phượng Ngài, nơi nào có những người yêu mến, có những con người sẵn sàng để thực thi lời của Ngài, thì nơi đó là nơi tốt lành hơn những nơi khác ở trên thế giới. Cho nên tôi ước ao rằng con số người Việt tin Chúa sẽ càng ngày càng đông hơn. Và tôi ước ao rằng một ngày nào đó thì dân tộc Việt Nam của chúng ta đều sẽ đồng lòng thờ phượng Đức Chúa Trời ngay trên đất nước của mình. Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của cả thế giới, của cả cõi hoàn vũ, không của riêng một dân tộc nào, không của riêng ai cả. Và Ngài phán hứa rằng nơi nào, chỗ nào, đất nước nào, dân tộc nào mà thờ phượng Chúa, tôn trọng danh Chúa, thì Chúa sẽ đến và Chúa sẽ ban phước cho đất nước đó, cho dân tộc đó, và làm cho trở nên cường thịnh. Điều đó đã được chứng minh qua lịch sử của thế giới. Là nếu ai là người thật sự hiểu biết, có ăn, có học đàng hoàng, tìm hiểu, thì sẽ thấy quả thật như vậy. Những đất nước, những dân tộc mà cái tỷ lệ người tin Chúa thật càng đông, thì đất nước và dân tộc đó càng được ban phước, trở nên thật là tốt đẹp. Có thể là lúc ban đầu thì kinh tế không tốt, xã hội rối loạn, nhưng mà rồi sau này có một sự biến đổi một cách ngoạn mục và khiến cho tất cả thế giới đều phải thừa nhận những cái kỳ tích đó. Amen. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta không có nhiều thì giờ,
để nói về điều đó. Có một dịp nào đó thì ước ao chúng tôi có thể làm một cái chương trình thực tế để nói về những công việc của Đức Chúa Trời trong mỗi một quốc gia. Và chắc chắn một điều, chương trình đó sẽ giúp cho nhiều người mở mắt ra để họ thấy rằng Đức Chúa Trời rất thật và đầy quyền năng, là một đấng đáng để họ hạ mình xuống và tôn kính suốt cả cuộc đời. Amen. Cảm ơn Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đi vào phần 2 La Mã. Phần 2 La Mã đó là tấm lòng thờ phượng Chúa. Tôi cùng với anh chị em suy nghĩ về tấm lòng thờ phượng Chúa. Chúng ta thấy ở trong chương 2 câu 1 đến câu 2 và chương 2 câu 10 đến câu 11. Tôi có thể đọc lại những phần kinh thánh này. Chương 2 câu 1 đến câu 2. Khi Đức Chúa Giêsu đã giáng sinh tại thành Bethlehem miền Giu-đê vào thời trị vì của vua Herod, có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Jerusalem hỏi rằng: "Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài." Rồi câu 10 và câu 11. Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Mary mẹ Ngài thì phủ phục xuống thờ lại Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Anh chị em thấy rằng Kinh Thánh đang kể về các nhà thông thái. Thưa anh chị em, các nhà thông thái này là ai? Họ chính là những nhà chiêm tinh học, hay là trong cái ngôn ngữ hiện nay chúng ta gọi là những nhà thiên văn học. Trong cái ngôn ngữ hiện đại thì chúng ta biết rằng có một cái môn khoa học gọi là thiên văn học. Thì những nhà thông thái này chính là những nhà thiên văn của thời bấy giờ. Họ là những nhà khoa học. Thưa anh chị em, về các nhà thông thái này thì chúng ta không có biết chính xác họ đến từ đất nước nào, thuộc dân tộc nào, mà chúng ta chỉ biết là họ từ đông phương đến, theo như Kinh Thánh đã chép. Theo như tương truyền đó, thì họ có ba người. Chúng ta thấy rằng ở trong các bài hát, rồi những cái câu chuyện kể cho thiếu nhi vân vân, thì người ta thường hay dùng con số 3. Có những cái bài hát như chúng ta biết đó là ba vua hành khúc. Người ta nói là ba vua. Kinh Thánh thì không có nói vua, Kinh Thánh cũng không có nói bác sĩ, và Kinh Thánh nói là ba nhà thông thái. Và theo những nhà nghiên cứu về Kinh Thánh thì ba nhà thông thái này cụ thể là những nhà thiên văn học, là những nhà khoa học vào thời bấy giờ. Thì chúng ta không thật sự biết họ đến từ dân tộc nào hay là từ đất nước nào. Điều duy nhất mà chúng ta biết là họ từ đông phương đến, thưa anh chị em. Và chúng ta cũng không thật sự biết họ có bao nhiêu người. Chúng ta thấy là người ta thường hay nói là ba, đúng không? Ba vua, ba bác sĩ, ba nhà thông thái gì đó. Nhưng mà thật sự Kinh Thánh không hề chép rằng có ba người. Nếu như mà dựa vào vàng, nhũ hương và mộc dược là những thứ mà họ dâng lên, thì đó không phải là một cơ sở đúng. Bởi vì Kinh Thánh không hề có hàm ý là mỗi một người dâng lên một cái món quà, mà một món là vàng, một món là nhũ hương và một món là mộc dược. Thật ra Kinh Thánh không hề nói như vậy. Rất có thể là trong mỗi một cái gói quà của họ đều có hai hoặc là ba thứ. Chúng ta không biết rõ về điều đó, thưa anh chị em. Nhưng mà những cái thông tin này á thì chẳng có gì quan trọng cả. Ba nhà thông thái cũng được, bốn cũng được, năm cũng được, sáu, bảy, tám, chín, mười cũng được. Nó không phải là điều quan trọng nhất, thưa anh chị em. Vậy thì cái điều thật sự quan trọng mà chúng ta tìm thấy ở các nhà thông thái này là gì? Điều gì thật sự quan trọng ở các nhà thông thái này mà chúng ta có thể tìm thấy, thưa anh chị em? Theo tôi thì đó chính là tấm lòng thờ phượng Chúa. Tấm lòng thờ phượng Chúa chính là cái điều đáng chú ý ở các nhà thông thái này. Có thể họ là những người rất là giàu có, những người rất là trí thức, và thậm chí là những người rất là có thế lực ở đất nước của họ. Nhưng một lần nữa tôi nói rằng những điều đó không quan trọng. Điều thật sự quan trọng mà tôi tìm thấy ở các nhà thông thái đó chính là tấm lòng thờ phượng Chúa, qua những phần kinh thánh mà tôi đã đọc cho anh chị em. Thưa anh chị em,
chúng ta không biết chính xác họ đã vượt qua bao nhiêu dặm đường để đến gặp Chúa Giêsu. Nhưng chắc chắn một điều, đó là một chặng đường dài, thậm chí rất là dài, vì họ đến từ một đất nước khác. Rõ ràng là họ đến từ một đất nước khác. Như vậy thì anh chị em phải biết rằng, từ một đất nước này mà đi đến một đất nước khác, thì đó là một chặng đường dài, thậm chí rất là dài. Và tôi tin rằng cái đất nước mà họ đến từ, nó không phải là một đất nước láng giềng của Israel đâu. Nó ở một khoảng cách rất là xa. Và họ đã lặn lội từ một cái nơi xa xôi như thế để đến để gặp Chúa Giêsu. Các anh chị em, sự thờ phượng chỉ dành cho đấng vĩ đại. Qua ngôi sao kỳ lạ mà các nhà thông thái này tìm thấy, thì họ hiểu rằng hài nhi vừa giáng sinh chính là đấng vĩ đại. Họ hiểu rằng hài nhi vừa giáng sinh chính là đấng vĩ đại, nên họ quyết tâm tìm đến để chiêm ngưỡng và thờ phượng Ngài. Tôi nhắc lại với anh chị em rằng, sự thờ phượng chỉ dành cho đấng vĩ đại. Cho nên cái hành động mà đụng cái gì cũng thờ là một hành động sai. Hành động mà đụng ai cũng thờ là một hành động sai. Một lần nữa tôi nhắc lại niềm tin Cơ Đốc của chúng ta. Chúng ta hiếu kính cha mẹ, chúng ta tôn trọng cha mẹ, chúng ta yêu mến cha mẹ, chúng ta hiếu thảo với cha mẹ, chúng ta phụng dưỡng cha mẹ. Chúng ta có thể làm bất cứ một điều gì đó đẹp đẽ cho cha mẹ, nhưng chúng ta tuyệt đối không bao giờ thờ phượng cha mẹ. Vì cha mẹ của chúng ta cũng chỉ là một trong những tạo vật của Đức Chúa Trời. Tôi nhắc lại một lần nữa là sự thờ phượng chỉ dành cho đấng vĩ đại. Và trên thế giới này chỉ có một đấng vĩ đại, đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Kể cả các tôn giáo khác đi nữa, anh chị em thấy không? Khi họ gặp nguy cấp họ vẫn kêu trời. Không ai dạy họ cả, đúng không? Không hề có ai dạy họ cả. Nhưng mà tự trong bản năng của mỗi một con người, thì khi gặp nguy cấp ở trong một cái tình huống đặc biệt nào đó, thì họ đều mở miệng ra và kêu trời theo cái ngôn ngữ của họ. Và kể cả những tôn giáo khác, dù cho họ có nói đến giáo chủ nào, thần nào, thì tôi thấy rằng họ luôn luôn có cái chữ trời ở phía trước. Đúng không anh chị em? Có chữ trời rồi sau đó mới tới cái gì đó. Cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, sự thờ phượng chỉ dành cho đấng vĩ đại, chỉ dành cho đấng đến từ trời, chỉ dành cho Đức Chúa Trời mà thôi. Amen. Hallelujah. Và thưa anh chị em, các nhà thông thái này hiểu rằng ngôi sao mà họ nhìn thấy đó là ngôi sao đang loan báo về sự ra đời của một đấng vĩ đại. Và họ biết rằng đấng vĩ đại đó là đấng đáng tôn thờ. Đó là lý do vì sao họ lặn lội đường xa để đến tìm gặp Ngài và thờ phượng Ngài. Cảm tạ ơn Chúa. Trong thực tế ngày hôm nay, có rất nhiều người ở những nơi xa xôi, thiếu phương tiện đi lại thuận lợi. Nhưng có một điều là họ luôn trung tín đến thờ phượng Chúa với những hội thánh mà họ đã kết ước. Thưa anh chị em, trong khi đó, nhiều người có đầy đủ phương tiện thuận lợi, thậm chí ở sát nơi thờ phượng Chúa, nhưng lại thường xuyên vắng mặt, thường xuyên trễ nại. Anh chị em có thấy cái thực tế đó không? Mỗi một hội thánh có thể, nếu chúng ta quan sát, những người lãnh đạo quan sát, chúng ta sẽ thấy có những cái nhóm đối tượng khác nhau, có những nhóm tín hữu khác nhau, có những người thậm chí ở cách mấy chục cây số, thậm chí có những người cách xa hàng trăm cây số, nhưng mà họ sẵn sàng đến một cái nơi nào đó mà họ tin rằng đó là nơi mà Chúa muốn họ đến. Và họ đến, họ thờ phượng Chúa một cách trung tín, không trễ giờ luôn. Họ luôn luôn đến đúng giờ hoặc là trước giờ. Nhưng mà cũng có những cái nhóm tín hữu mà thậm chí mục sư thiếu điều năn nỉ, gọi thường xuyên nhắc nhở thì mới đi. Đôi khi người ta có một cái cụm từ để gọi những người đó là tín đồ Noel đó. Là dường như là họ chỉ đợi đến Giáng sinh hay là những cái kỳ lễ gì đó đặc biệt họ mới xuất hiện thôi. Mà xuất hiện cũng không phải để tôn thờ Chúa gì hết, xuất hiện để tại vì nó vui, những ngày đó nó vui, rồi có quà cáp rồi nó đủ thứ hết cho nên họ mới xuất hiện. Chứ mà nếu mà không có quà cáp, không có vui, không có đông đúc náo nhiệt thì chắc họ cũng không tới đâu. Anh chị em thấy rõ ràng là cái thực tế như vậy, đúng không? Khi chúng ta xem sự thờ phượng như là một nghi thức tôn giáo thì chúng ta sẽ chẳng thấy phước hạnh gì cả. Thưa anh chị em,
Nếu mà chúng ta chỉ xem sự thờ phượng như là một nghi thức tôn giáo thì chúng ta sẽ chẳng thấy phước hạnh gì cả. Thậm chí chúng ta sẽ cảm thấy rất là nặng nề, mệt mỏi, chán nản. Anh chị em thấy không? Cuộc sống của chúng ta có quá nhiều gánh nặng. Cuộc sống đã có quá nhiều gánh nặng rồi, nay lại chấp thêm một gánh nặng tôn giáo nữa. Nếu mà chúng ta chỉ xem sự thờ phượng như là một nghi lễ tôn giáo thì rõ ràng nó sẽ trở thành một cái gánh nặng được chấp thêm cho cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời này đã vốn quá nhiều gánh nặng rồi. Cơm, áo, gạo, tiền, đủ thứ ở trong gia đình và xã hội. Bây giờ chúng ta lại chất thêm một cái gánh nặng tôn giáo nữa sao? Thưa anh chị em, khi chúng ta nghĩ về sự thờ phượng như một cuộc hẹn quan trọng với vua của hoàng vũ, đấng tể trị có uy quyền lớn nhất và chính là cứu chúa yêu dấu của cuộc đời mình, thì anh chị em ơi, chúng ta sẽ cảm thấy rất háo hức, rất hào hứng. Chúng ta sẽ chờ đợi từng giây phút được ra mắt Ngài. Và chúng ta luôn sẵn sàng vượt qua những quãng đường dài, thậm chí rất dài, để được đến nơi thờ phượng Ngài, để được hòa mình cùng với hội chúng thờ phượng Ngài. Thưa anh chị em, cái cách chúng ta suy nghĩ về sự thờ phượng sẽ quyết định những sự thể hiện của chúng ta, những cái sự bày tỏ của chúng ta ở trong một cuộc thờ phượng. Thưa anh chị em, tôi ước gì mỗi một người ở trong chúng ta đều suy nghĩ về sự thờ phượng Chúa, để suy nghĩ về những buổi nhóm thờ phượng Chúa như là một cái cuộc hẹn với Chúa của chúng ta, cuộc hẹn với người mà chúng ta yêu mến nhất, đấng mà chúng ta yêu mến nhất trên cuộc đời này, đấng mà chúng ta tôn kính nhất trên cuộc đời này. Anh chị em hãy suy nghĩ điều này nhé. Có rất là nhiều người nói yêu Chúa, hầu như là các cơ đốc nhân mở miệng ra đều nói yêu Chúa, kính sợ Chúa. Tôi yêu Chúa lắm, tôi kính sợ Chúa lắm. Nhưng mà thực tế thì sao? Thực tế thì không phải người nào nói yêu Chúa, kính sợ Chúa đều là những người háo hức đi đến các buổi thờ phượng Chúa. Anh chị em thấy đúng như vậy không? Như vậy thì qua cái cách bày tỏ thể hiện đó, chúng ta tự biết mình có yêu Chúa, có thật sự kính sợ Chúa hay không. Thưa anh chị em, hội thánh HTS của chúng tôi đó là một hội thánh rất là mới. Nếu mà tính buổi nhóm chính thức đó, thì đến bây giờ đó chỉ khoảng 1.5 tháng thôi. Chúng tôi chỉ nhóm chính thức khoảng 1.5 tháng thôi. Nhưng mà tôi có thể làm chứng với các anh chị em rằng các tín hữu ở trong hội thánh HTS đều rất là háo hức chờ đợi những buổi tối Chủ nhật đến. Chúng tôi nhóm vào buổi tối Chủ nhật. Bởi vì sao? Chúng tôi chưa có một cái cơ sở riêng để thờ phượng Chúa, và chúng tôi phải đi thuê mướn. Và cái nơi mà chúng tôi thuê thì lại không có phòng cho chúng tôi để có thể thờ phượng Chúa vào buổi sáng. Và họ chỉ còn đúng một phòng để nhóm vào buổi tối thôi. Và chúng tôi không thể nào không thờ phượng Chúa được. Và cuối cùng thì chúng tôi bàn bạc với nhau và quyết định rằng ok, chúng ta sẽ thờ phượng Chúa buổi tối. Sáng hay tối không phải điều quan trọng. Điều quan trọng là tấm lòng của chúng ta. Và Chúa biết hết tất cả. Và khi nào Chúa cho chúng ta có cơ sở riêng thì chúng ta sẽ nhóm thờ phượng Chúa vào buổi sáng. Vì đương nhiên tất cả chúng ta đều muốn nhóm vào buổi sáng. Thì chúng ta háo hức, chúng ta muốn rằng những cái thời giờ sớm nhất của ngày Chủ nhật chúng ta ra mắt Chúa để thờ phượng Chúa. Trong những cái thời giờ mà chưa bước vào buổi thờ phượng buổi tối thì chúng tôi chuẩn bị tấm lòng của mình, và chúng tôi đều rất là háo hức chờ đợi đúng 7 giờ chúng tôi bước vào trong sự thờ phượng Chúa. Và nhiều người trong chúng tôi thì đến sớm hơn để chúng tôi chuẩn bị cùng nhau dợt lại những bài hát thờ phượng, rồi thăm hỏi khích lệ nhau. Đúng 7 giờ chúng tôi bước vào thờ phượng Chúa với một cái khí thế rất là mạnh mẽ. Thưa anh chị em, trong cái căn phòng nhỏ bé mà chúng tôi thuê và phải trả tiền từng buổi đó, thì chúng tôi ca hát hết sức, hết lòng. Chúng tôi cầu nguyện tha thiết, chúng tôi khao khát lắng nghe lời của Chúa. Và các anh chị em trong hội thánh rất là quan tâm đến những nhu cầu của nhau.
Và chúng tôi nắm tay nhau trong mỗi một buổi nhóm như vậy, thì có ít nhất một lần chúng tôi nắm tay nhau lại và cầu nguyện khẩn thiết cho từng anh chị em về từng cái nan đề mà họ nêu ra. Và nếu trong buổi đó có một cái người bệnh tập ốm đau được đưa tới, thì tất cả chúng tôi sẽ hiệp một lại nhân danh Chúa Jesus Christ để công bố, đặt tay và công bố sự chữa lành cho người đó. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã chữa lành cho những người đến đó một cách rất rất là kỳ diệu. À, luôn luôn có quyền năng của Chúa tác động đến họ. Và có những người ban đầu đến trong sự lo lắng, trong sự buồn bực, trong sự sợ hãi vì có những cái điều gì đó đang xảy ra trong cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng mà khi bước vào trong sự thờ phượng thì tất cả những sự lo lắng, sợ hãi, bất an nó tan biến. Và trong cái bầu không khí tự do mạnh mẽ trong sự vận hành của Chúa Thánh Linh đó, thì ai nấy đều kinh nghiệm một cái điều gì đó tươi mới trong tấm lòng của mình. Và cảm ơn Chúa, cứ mỗi một Chủ nhật trôi qua thì chúng tôi thấy rằng có thêm những người mới đến thờ phượng Chúa. Và cảm ơn Chúa, ngay cả những người mới nhất là những người mới tin Chúa, gọi là những em Úc ở trong hội thánh chúng tôi thôi, thì đã rất là nhiệt tình làm chứng. Chỉ mới tin Chúa tuần thứ nhất thì qua tuần thứ hai đã bước lên và làm chứng về những gì mà Chúa làm cho mình rồi. Cảm ơn Chúa, họ được chữa lành, họ kinh nghiệm sự bình an. Rồi trước đây thì có thể họ xa vào trong tội lỗi này, tội lỗi nọ, nhưng bây giờ họ biết kính sợ Chúa và họ không còn muốn đi trong con đường tội lỗi đó nữa. Họ khao khát cuộc đời họ được biến đổi và kinh nghiệm phước hạnh tràn ngập của Chúa trên đời sống của họ. Cảm ơn Chúa, thậm chí người mới mà đã bắt đầu lấy đàn ra và bắt đầu tham gia vào trong cuộc thờ phượng. Cảm ơn Chúa, trong hội thánh của chúng tôi có một bạn, chúng tôi gọi là em Út đó, tin Chúa mới tin Chúa, coi như là tin Chúa trong thời gian ngắn nhất, chỉ vài tuần thôi. Thì chỉ đến cái tuần thứ hai thôi thì tôi đã thấy bạn ấy xách cây violon tới. Tôi rất là ngạc nhiên. Và bạn ấy nói rằng ngày hồi nhỏ em chơi violon, nhưng mà bỏ mấy chục năm nay rồi, nhưng bây giờ thì bước vào trong sự thờ phượng Chúa, tự nhiên em có cái cảm hứng trở lại và em rất là muốn dâng cái tiếng đàn cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Và từ đó cho đến nay thì không có tuần nào mà bạn không xách cây violon vào và bạn kéo hết. Cảm ơn Chúa, chúng tôi được khích lệ rất là nhiều. Hội thánh thì bé tẹo, cái căn phòng bé tẹo, nhưng mà Chủ nhật vừa rồi thì chúng tôi đếm là tổng cộng có 5 nhạc cụ, guitar, organ, rồi sáo, rồi violon, rồi trống cajon. Cảm ơn Chúa, chúng tôi không phải là những người chuyên nghiệp, chúng tôi, thậm chí bản thân của tôi chỉ là một người mày mò để chơi guitar thôi, nhưng mà chúng tôi chơi bằng tất cả tấm lòng của mình và chúng tôi cảm nhận một sự hiện diện rất là mạnh mẽ của Chúa ở đó, và ai nấy đều thỏa lòng ở trong sự hiện diện đó. Và khi mà nghe lời Chúa, tôi nhìn thấy những ánh mắt rất là khao khát. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Những ánh mắt rất là khao khát lời của Chúa. Và tôi thật là vui khi mà những người tín hữu đến nói với tôi rằng: "Mục sư ơi, ở trong một tuần lễ thì trông đợi nhất là buổi tối thứ tư và buổi tối Chủ nhật." Cảm ơn Chúa. Họ khao khát được thờ phượng Chúa. Họ khao khát được lắng nghe lời của Chúa. Và cảm ơn Chúa thật là nhiều. Và khi mà buổi nhóm kết thúc rồi, thì trừ những người mà nhà ở quá xa, cách mấy chục cây số, ở trong hội thánh chúng tôi có những người mà nhà ở cách mấy chục cây số, thậm chí có người ở tỉnh khác, nhưng mà bởi vì ở nơi của họ không có một cái hội thánh nào mạnh mẽ hết cả, cho nên là họ chạy từ mấy chục cây số, 40-50 cây số đến để thờ phượng Chúa. Và chỉ trừ những người mà nhà quá xa, chúng tôi khuyên về sớm, hoặc là những người có việc gì đó thì họ về, còn tất cả những người khác cứ nấn ná, cứ bệnh rịnh thế nào đó không có muốn về. Và chúng tôi cứ giống như những người mà gọi là có quá nhiều chuyện để nói với nhau, đến nỗi nhiều khi cái người cho thuê đó thì họ phải nhắc nhở chúng tôi là: "Ồ, bây giờ trễ quá rồi, thôi phải trả phòng lại." Thì chúng tôi trả phòng lại, còn không thì chúng tôi có rất là nhiều điều để chia sẻ cho nhau về lời của Chúa và chia sẻ những cái nan đề, và chúng tôi không đủ thời giờ để cầu nguyện. Mà phải nói thật sự là chúng tôi đang rất là khao khát để Chúa ban chúng tôi một cái cơ sở thật sự để chúng tôi có thể cầu nguyện bao lâu tùy thích, bởi vì ở đây là thuê tính tiếng đồng hồ, cho nên chúng tôi không thể nào cứ tiếp tục cầu nguyện được. Chúng tôi luôn luôn bị ngắt quãng như thế, thì đôi khi cảm thấy rất là tụt hứng, bởi vì tấm lòng chúng tôi rất là khao khát thờ phượng Chúa nhiều hơn và cầu nguyện. Cho nên khi mà chúng tôi nghe mục sư Trương Quý nói về cái buổi nhóm ở tại hội thánh Scone ở tại Lagos, Nigeria, nhóm 8 tiếng đồng hồ, vậy mà sau đó vẫn chưa dứt, vẫn còn một số cái hoạt động khác nữa, người ta nhóm 8 tiếng đồng hồ mà không có một người nào buồn ngủ, không có một người nào muốn bỏ về cả. Cảm ơn Chúa, đó là một cái bầu không khí thờ phượng thật sự.
Còn những cái hội thánh mà nhóm lúc nào cũng coi đồng hồ rồi, ôi giảng thì 15 phút thôi hay là 30 phút thôi, không có giảng hơn, giảng hơn là tín đồ muốn bỏ đi về, hay là ấn định là phải chừng đó thôi, nếu mà quá cái thì giờ đó là không được, vân vân, thì tôi tin đó không phải là một cái sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời đang mong đợi. Đức Chúa Trời đang mong đợi những cái sự thờ phượng khác hơn những gì mà nhiều hội thánh chúng ta đang thực hành. Tôi ước ao rằng nhiều người sẽ nhìn lại đời sống của mình. Nếu chúng ta thật sự yêu ai đó, chúng ta thật sự tôn trọng ai đó, và chúng ta biết rằng ai đó rất là tuyệt vời đối với cuộc đời chúng ta, thì chúng ta luôn luôn muốn nấn ná lại ở bên người đó càng lâu càng tốt, đúng không anh chị? Tôi ước ao rằng đến một lúc nào đó Chúa cho cơ hội để nhóm càng lâu càng tốt, và chúng ta có thể dành cả một ngày Chủ nhật để thờ phượng Đức Chúa Trời dưới nhiều hình thức khác nhau. Và có một điều tuyệt vời là sẽ không bao giờ mệt mỏi trong sự thờ phượng đó. Thưa anh chị em, cảm ơn Chúa thật là nhiều. Hallelujah. Tôi ước ao rằng các anh chị em sẽ suy nghĩ về cái điều này, tấm lòng thờ phượng. Và anh chị em hãy tra xét lại đời sống của mình xem, mình thật sự có một cái tấm lòng thờ phượng chưa? Mình có thật sự có một cái tấm lòng thờ phượng mà Đức Chúa Trời đang mong đợi chưa? Hay chúng ta chỉ đến ở trong những nhà thờ, chúng ta chỉ đến ở những cái cơ sở của tôn giáo, và chúng ta chỉ thực hành những cái lễ nghi, và chúng ta có những cái tiết mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, và chúng ta ấn định từ năm này qua năm khác, từ thập kỷ này qua thập kỷ khác, và thậm chí từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Nó chỉ cần đặt chuyện đó chuyện thôi. Và mọi người bước vào trong sự thờ phượng đó đều có thể đoán là sau tiết mục 1 sẽ đến tiết mục 2 là tiết mục gì, và sẽ đoán biết là ông thư ký hội thánh đó, ông sẽ cầu nguyện trong khoảng bao nhiêu phút, và ông sẽ cầu nguyện lớp lan như thế nào, ABCD, ông sẽ cầu nguyện cái gì, rồi ông mục sư đó sẽ cầu nguyện cái gì, cái người được mời lên cầu nguyện sẽ cầu nguyện cái gì. Rồi tất cả mọi thứ đều được đoán biết trước hết, bởi vì nó chỉ là truyền thống của con người, nó chỉ là những cái nghi lễ đã được ấn định. Đó không phải là sự thờ phượng, và Đức Chúa Trời không cần sự thờ phượng đó. Thưa anh chị em, tôi có thể đọc với anh chị em cái phần kinh thánh này, là phần kinh thánh mà đối với tôi đó là một sự cảnh báo rất là nghiêm trọng của Đức Chúa Trời. Ở trong tiên tri Esai, ngay từ chương 1, khi mà đọc cái này lên thì tôi hy vọng rằng nhiều người sẽ được Chúa cảnh tỉnh và sẽ thay đổi cái thái độ của mình khi ra mắt Chúa. Rồi tôi đọc cho anh chị em nhé. Ở trong Esai đoạn 1, tôi đọc một số phần có liên quan. Đức Giê-hô-va phán từ câu 11: vô số sinh tế của các ngươi chẳng có ý nghĩa gì đối với ta. Ta đã chán các tế lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của súc vật mập. Ta chẳng hài lòng về máu của bò đực hoặc chiên con và dê đực. Khi các ngươi đến trước mặt ta, ai đòi hỏi điều này từ tay các ngươi để các ngươi dày đạp hành lang ta? Đừng tiếp tục đem tế lễ chay vô ích đến nữa. Ta ghê tởm trầm hương, lễ hội trăng mới, ngày Sa-bát và các cuộc nhóm họp khác. Ta không chịu nổi việc cứ phạm tội rồi lại nhóm họp trọng thể. Ta chán ghét các lễ hội trăng mới và những lễ hội định kỳ của các ngươi. Các lễ hội ấy trở thành gánh nặng cho ta, ta mệt mỏi mà mang chúng. Vì thế, khi các ngươi đưa tay lên thì ta che mắt khỏi các ngươi. Cho dù các ngươi có cầu nguyện nhiều, ta cũng chẳng nghe. Vì tay các ngươi đẫm máu, hãy rửa cho sạch, hãy thanh tẩy chính mình, hãy loại bỏ những việc ác khỏi mắt ta, đừng làm điều ác nữa. Hãy học làm lành, tìm kiếm công lý, giúp đỡ người bị áp bức, xét xử công minh cho kẻ mồ côi, binh vực lý lẽ người quá buộc. Anh chị em thấy không? Không phải bất cứ một sự thờ phượng nào cũng làm vui lòng Đức Chúa Trời. Có những cái sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời chán ghét. Đức Chúa Trời chán ghét những cái kỳ lễ của những con người đến chỉ làm theo cái nghi thức, cái lễ nghi, những cái thủ tục của loài người. Họ đến không phải để tìm kiếm sự hiện diện đầy dẫy của Ngài. Họ đến không phải vì muốn bày tỏ lòng biết ơn, lòng yêu mến Ngài. Họ đến chỉ đơn giản là để thực hành những nghi thức tôn giáo và để nói cho mọi người biết rằng tôi là cái người rất là ngoan đạo đây. Tôi không bỏ buổi nhóm nào, tôi làm điều này, tôi làm điều kia. Nhưng mà Chúa không cần những điều đó. Những điều đó, những cái việc mà không bỏ buổi nhóm nào hay là đi đúng giờ, những điều đó tốt. Cái việc chúng ta làm điều này, điều nọ ở trong những cái mà Kinh Thánh có dạy là điều tốt. Nhưng mà cái cốt lõi phải là một tấm lòng thờ phượng. Phải là một tấm lòng thờ phượng, thưa anh chị em. Và
một người thật sự có một tấm lòng thờ phượng chắc chắn phải là một người thật sự hiểu, thật sự nhận biết về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Thưa anh chị em, hallelujah. Tôi muốn nói với anh chị em rằng, một người thật sự nhận biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời thành tín và là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ yêu mến, kính sợ Ngài và có một tấm lòng thờ phượng Ngài. Thưa anh chị em, Đức Chúa Trời của chúng ta thể hiện tình yêu cùng với năng quyền của Ngài thông qua mỗi một tín hữu tham gia dự buổi thờ phượng, nếu như mỗi một tín hữu đó là những con người thật sự khao khát, thật sự chờ đợi sự hiện diện của Ngài. Thưa anh chị em, khi đó anh chị em sẽ thấy rằng cái buổi thờ phượng đó sẽ là buổi thờ phượng Chúa sống động. Trong thực tế anh chị em hãy suy nghĩ đi, có những buổi thờ phượng mà có nhiều người họ ngáp liên tục, có nhiều người thật sự họ không muốn nó tiếp tục thêm một giây phút nào nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những buổi thờ phượng đó đều đã được lập trình theo cách của loài người, theo cái chỉ thị của loài người, mà không ai quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong sự thờ phượng đó. Không ai quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời về sự ca ngợi và thờ phượng như thế nào. Ngài thật sự yêu thích cái cách thức ca ngợi thờ phượng nào, Ngài thật sự yêu thích điều gì, Ngài mong đợi điều gì, người ta không quan tâm. Mặc dù Kinh Thánh chép rất là rõ ràng, nhưng mà người ta không quan tâm, người ta chỉ thích làm theo cái ý của họ, cái truyền thống mà họ được dạy từ thuở xa xưa bởi những bậc tiền bối của họ. Nhưng họ không chịu mở Kinh Thánh ra để đọc xem Đức Chúa Trời thật sự muốn điều gì khi con dân của Chúa ra mắt trong sự ca ngợi, trong sự thờ phượng. Có nhiều người đến, họ không hiểu rằng cái đinh của sự thờ phượng phải là sự hiện diện đầy dẫy của Đức Chúa Trời. Đó phải là cái đích đến của tất cả mọi người. Ai nấy cần phải hiểu rằng khi tôi đến, điều mà tôi khao khát nhất là được kinh nghiệm sự hiện diện đầy dẫy của Chúa ở trong buổi nhóm thờ phượng mà tôi tham gia. Bởi vì nếu một buổi nhóm thờ phượng dù cho 10.000 người, 20.000 người đi nữa mà không có sự hiện diện đầy dẫy của Đức Chúa Trời, không có tình yêu thương được bày tỏ ở đó, không có quyền năng được bày tỏ ở đó, không có sự khôn ngoan, không có những cái ân tứ được bày tỏ ra ở đó, không có những cái điều tốt đẹp được bày tỏ ở đó, không có những sự ngọt ngào được bày tỏ ra ở đó, thì thưa anh chị em, sự thờ phượng đó chẳng ích lợi gì cả. Đám đông người đó chỉ là đám đông của tôn giáo thôi. Và tôn giáo sẽ chết theo thời gian. Những giáo hội, những tổ chức sẽ lụng bại, sẽ tan rã theo thời gian. Chỉ có những con người thờ phượng Chúa thật kết hiệp lại thành hội thánh thật của Đức Chúa Trời thì sẽ mãi mãi tồn tại với thời gian và Đức Chúa Trời ban phước và càng ngày càng phát triển. Không bao giờ có chuyện một hội thánh thật của Đức Chúa Trời mà trong vòng mấy chục năm vẫn cứ vỏn vẹn chừng đó người. Tôi không tin. Tôi có thể nói với anh chị em rằng nếu là hội thánh thật của Đức Chúa Trời thờ phượng đúng theo cách mà Ngài mong đợi, là những con người nhóm hiệp lại với nhau trong cùng một tấm lòng thờ phượng theo như sự dạy dỗ của Kinh Thánh, thờ phượng Chúa bằng tâm linh và chân lý, thì thưa anh chị em, tôi tin rằng hội thánh đó sẽ đông lên từng ngày. Chỉ cần 6 tháng, 1 năm sau thôi, hội thánh đó sẽ gia tăng cả về chất lượng lẫn số lượng. Bởi vì Đức Chúa Trời chắc chắn Ngài sẽ vui lòng ban phước cho hội thánh đó. Amen. Và không chỉ một nơi, sẽ nhân lên nhiều nơi, nhiều nơi, nhiều nơi, nhiều nơi. Bởi vì chúng ta đang làm hài lòng đấng mà chúng ta thân phục. Amen. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa. Tôi ước ao rằng sẽ càng ngày càng có nhiều hội thánh được đổi mới. Không phải đổi mới theo ý của con người, mà đổi mới dựa trên căn bản là lời Đức Chúa Trời. Tôi ước ao rằng những người lãnh đạo của nhiều hội thánh sẽ hạ mình xuống để tìm kiếm ý muốn của Chúa trong Kinh Thánh. Và khi tìm được ý muốn đó thì sẽ lập tức thực thi ngay tức khắc và sẽ làm cho tất cả mọi hoạt động của hội thánh mình trở nên đúng với ý muốn của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Để rồi sẽ có những buổi thờ phượng thật sự sống động, những buổi thờ phượng mà trong đó những con dân của Chúa giống như là những đứa trẻ nô đùa trong sự hiện diện của cha mẹ thân yêu. Không có một cái sự ngăn cách nào cả, không có một sự ngượng ngập nào cả, không có bất cứ một cái hàng rào nào cả. Tất cả chúng ta, dù chúng ta có là những người học vị cao, dù chúng ta là những người trí thức đến đâu đi nữa, có chức vụ như thế nào đi nữa, khi chúng ta ra mắt Đức Chúa Trời, hãy quên tất cả mọi điều đó đi, giống như David vậy đó. Ông là một vị vua vĩ đại, nhưng mà trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ông không còn nghĩ đến mình là một vị vua vĩ đại nữa, ông không còn nhớ mình là ai nữa. Ông chỉ biết rằng có một đấng vĩ đại đang hiện diện ở đây, và tôi phải hạ mình càng nhiều càng tốt để thờ phượng Ngài. Ông là một vị vua,
Nhưng mà ông đã nhảy múa như một đứa trẻ trước mặt Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đẹp lòng về con người này. Và Đức Chúa Trời lấy cái sự thờ phượng của David làm một cái khuôn mẫu để lưu truyền cho hội thánh chúng ta cho đến tận ngày hôm nay. Đó là lý do vì sao Kinh Thánh nói rằng Chúa muốn lập lại, Chúa muốn khôi phục lại cái đền tạm của David. Ý của Chúa muốn nói rằng Chúa muốn chúng ta thờ phượng Chúa theo tinh thần của David. Amen. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Thưa anh chị em, chúng ta sẽ đi đến phần thứ ba ở trong bài học hôm nay. Phần ba la mã, sự dẫn dắt kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Anh chị em có thể xem ở trong Matthew chương 2 câu 2, chương 2 câu 9, chương 2 câu 12, câu 13, câu 19, câu 20, câu 22 và câu 23. Tôi sẽ lần lượt đọc để chúng ta có một cái cơ sở. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào trong phần thảo luận nha. Matthew chương 2 câu 2: Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài. Chương 2 câu 9: Nghe vua truyền xong, họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. Chương 2 câu 12 và câu 13: Sau đó trong chiêm bao, họ được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Khi các nhà thông thái đi rồi, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Joseph trong chiêm bao và truyền rằng: Hãy thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài lánh sang Ai Cập, cứ ở đó cho đến khi ta truyền bảo, vì vua Herod sắp tìm con trẻ ấy để giết. Câu 19, câu 20: Sau khi vua Herod băng hà, một thiên sứ của Chúa hiện đến với Joseph trong chiêm bao tại Ai Cập và truyền rằng: Hãy thức dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về đất Israel, vì những kẻ tìm giết con trẻ ấy đã chết rồi. Câu 22 và 23: Nhưng khi nghe tin A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Herod trị vì miền Giu-đê, thì Joseph sợ, không dám về nơi này. Hơn nữa, được chỉ dẫn trong chiêm bao, nên ông đến miền Galilê, cư ngụ trong một thành gọi là Nazareth. Như vậy, lời các nhà tiên tri đã nói được ứng nghiệm: Ngài sẽ được gọi là người Nazareth. Đó là những cái phần kinh thánh mà chúng ta có thể lấy làm nền tảng. Rồi bây giờ thì câu hỏi thảo luận mà tôi đưa ra cho anh chị em là như thế này. Theo anh chị em, Đức Chúa Trời có thể dẫn dắt chúng ta bằng những cách nào? Và đâu là phương cách nền tảng quan trọng nhất? Tại sao? Rồi, tôi nhắc lại nhé. Theo anh chị em, Đức Chúa Trời có thể dẫn dắt chúng ta bằng những cách nào? Và đâu là phương cách nền tảng quan trọng nhất? Tại sao? Rồi bây giờ thì xin mời các anh chị em trong lớp học trực tiếp của chúng ta mở micro lên. Những người nào mà đã có ý tưởng thì nhanh chóng mở micro lên và phát biểu nha. Chúng ta tiết kiệm thì giờ, tôi không muốn để thời gian chết đâu. Và các anh chị em đang theo dõi qua livestream, nếu anh chị em có ý tưởng, có cái câu trả lời cho những câu hỏi thảo luận này thì các anh chị em có thể gửi qua cái comment của mình. Chúng tôi sẽ dành thời gian đọc để có thể học hỏi những điều mới từ anh chị em nha. Rồi, bây giờ thì tất cả chúng ta cùng tham gia thảo luận, cả những anh chị em đang là những thành viên chính thức trực tiếp trong lớp cũng như là những người đang theo dõi qua livestream. Chúng ta bắt đầu thảo luận nhé. Rồi, xin mời. Rồi, các anh chị em trong lớp có nghe tôi không? Nếu nghe thì trả lời cho tôi biết để tôi có cái tín hiệu rằng mọi thứ về kỹ thuật đang ổn định, không có gì trục trặc cả. Rồi, tôi thấy có một cái tài khoản xuất hiện trên màn hình. Anh chị em cứ phát biểu đi. Rồi, xin mời. Alo, lớp học có nghe tôi không? Vui lòng trả lời để tôi biết, nếu mà có bị trục trặc kỹ thuật thì phải khắc phục ngay. Lớp học có nghe tôi không? Vui lòng trả lời, vui lòng trả lời. Nghe. Rồi. Ok, rồi anh chị em đóng góp ý kiến thảo luận của anh chị em đi. Tôi thấy tài khoản chú Năm xuất hiện, xin mời chú Năm. Hello. Rồi, xin mời chú Năm.
rồi có thể hướng dẫn cho các thì tôi giúp à, chú Năm nói rằng Đức Chúa Trời có thể dẫn dắt chúng ta bằng giấc chim bao hoặc là qua thiên sứ của Ngài. Cảm ơn chú Năm. Rồi các anh chị em khác thì sao? Em. Rồi xin mời Hậu. Em thường có nhiều cách. Em thấy thường là có khi qua một cái đoạn kinh thánh mà mình đang đọc hoặc là có cái sự về trí nhớ của mình tự nhiên cái là có một cái khoảnh khắc nào đó tự nhiên cái trí nhớ mình nhớ đến một cái câu đốc hay là một cái điều gì đó ở trong kinh thánh hoặc là một cái tiếng nói êm dịu hoặc là một công đức chim bao hoặc là đi đâu một cái điều gì đó cái đêm nữa để chuẩn bị mình. Hoặc là tin cảm nhận mình thấy có những cái điều và có như là mình thấy được tự hiện thấy nói chung là nhiều cái đó anh em nhưng mà từ giờ thả à như vậy theo Hậu á là chú có thể dẫn dắt bằng một phần kinh thánh nào đó bằng chim bao bằng việc và sai một ai đó đến đúng không để nói với chúng ta một cái thông điệp nào đó hoặc là một cái sự hiện thấy hoặc một cái cảm nhận ở trong linh, có phải ý Hậu là vậy không? Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn Hậu, rất là tốt. Rồi các anh chị em khác thì sao? Những người khác thì các anh chị em thấy rằng Đức Chúa Trời có thể dẫn dắt chúng ta bằng những cách nào và đâu là phương cách nền tảng quan trọng nhất, tại sao? Mày ơn hả? Thì đó giống như hồi nãy Hậu nói vậy đó, Đức Chúa Trời có thể dẫn dắt chúng ta qua chim bao rồi qua những nhà tiên tri mà được ơn được Chúa sức giàu. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải có cái nền tảng vững chắc, đó là lời của Chúa nữa, để chúng ta mới phân biệt được, để biết cái chính xác cái chim bao đó có phải là đến từ Đức Chúa Trời hay là không. Tại vì nếu không có nền tảng thì chúng ta sẽ rất là dễ bị ma quỷ nó lừa dối. Tại vì ma quỷ thì khi nó cũng ấy chim bao cho mình, hoặc cũng có những nhà tiên tri, nhưng mà là tay sai của ma quỷ. Nếu mình không có những cái nền tảng kinh thánh vững chắc lời của Chúa thì lúc đó mình sẽ bị rơi vô trong cái Cảm ơn Hoài Ân, ý nó rất là tốt. Cảm ơn Hoài Ân là đã nhấn mạnh là cái phương cách nền tảng quan trọng nhất phải là lời Đức Chúa Trời. Cảm ơn Hoài Ân. Rồi còn anh chị em nào có ý khác không ngoài ý kiến của ba người vừa rồi? Rồi còn ai nữa, chúng ta nhanh chóng nha. Những người khác đâu rồi? Chị Quyên, Thu Hiền, rồi cô Xuân, anh Luận, Thủy, những người khác nữa, còn nhiều người khác nữa. Rồi chúng ta tranh thủ phát biểu đi. Hello. Rồi xin mời. Hello, cô xin trả lời câu hỏi này ạ. À, có phải là chồng của cô Xuân không? Chồng cô Xuân phải không? Rồi xin mời chú. Vâng, cho tôi thì cái câu này là cứ trời cái dẫn dắt chúng ta thêm bằng nhiều cách. Cách thứ nhất là qua một cửa kinh thánh, từ một cửa kinh thánh là chúng ta được từ 40 nhà tiên tri thì đem ra 66 cái kinh thánh á. Dạ. Và trong đó mà có Chúa Giêsu cũng cả cuộc đời của Giêsu cũng là được mặc cải trong cửa kinh thánh, đã rõ ràng là nói về chân lý của Ngài và đường đi của Ngài để hướng dẫn và dẫn dắt chúng ta để đi theo con đường lối của Ngài á. Dạ. Đó là quyền kinh thánh là một cái sự dẫn dắt mà đặc biệt nhất và quan trọng nhất để chúng ta làm cái bài học để chúng ta đi theo con đường của Chúa. Dạ. Và cái thứ hai nữa, ngoài ra Chúa còn mặc cải cho chúng ta là qua sự thánh linh là ở trong đời sống chúng ta để hướng dẫn dẫn dắt là đời sống cho công nhân chúng ta để đi tới Chúa. Dạ. Khi mà chúng ta phạm tội á,
là cũng thấy như là cảm tác lòng của chúng ta để chúng ta gần có năng cái cầu nối của chúng ta để chúng ta sửa đổi được những ác năng của Chúa để chúng ta sống là cuộc đời thánh khiết như con cũng là qua khi chúng ta đi vào trong đời sống của chúng ta rồi Chúa còn mặc khải cho chúng ta ví dụ như có một người thì thấy Chúa trong giấc chiêm bao là Chúa cũng nhắc nhở hoặc là những cái khải tưởng mà Chúa còn cho biết cho biết cho thấy của chúng ta cũng nhiều người ta biết ta à đó là cái cách rất mà chủ động mặc khải để dẫn dắt chúng ta đi theo con đường Chúa. Amen. Và cái thứ ba nữa, cái cách thứ ba nữa là chủ động tận dụng tất cả cái tôi tớ Chúa là những bậc thầy, những bậc quản niệm, những bậc mục sư là mở các lớp trường học hoặc là các cái lớp bồi dưỡng hoặc là các cái chương trình mà bồi dưỡng về các cái cơ sở các cái hội thánh á để dạy lớp bồi dưỡng hoặc là chia sẻ lời Chúa hoặc là đi thăm viếng tất cả các cái chương trình đó là để cho Chúa là cái cách thức của Chúa mà con đường của Chúa là dẫn dắt cơ đời sống của các đồng nhân của chúng ta để chúng ta đi theo con đường của Chúa được toàn vẹn thì con tôi cũng có thấy là cách của thức cơ đời dẫn dắt đời sống của đồng nhân mà đặc biệt là điểm kỹ thánh là cái chữ dẫn dắt đặc biệt nhất ạ. Tôi cảm ơn nó là thế nào. Amen. Cảm ơn chú rất là nhiều. Chú đã trình bày rất là chi tiết. Cảm ơn Chúa và chú đã nhấn mạnh là cái sự dẫn dắt nền tảng quan trọng nhất chính là lời Chúa trong Kinh Thánh. Điều đó cũng giống với ý kiến của Hoài Ân. Cảm ơn chú. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ chốt lại phần này nha. Những anh chị em nào muốn được cái ý kiến qua các comment thì cứ tranh thủ đưa lên. Còn ở trong lớp thì chúng ta dừng lại ở đây nha, chúng ta sẽ không thảo luận nữa. Rồi, bây giờ tôi nhắc lại câu hỏi. Câu hỏi là, theo anh chị em, Đức Chúa Trời có thể dẫn dắt chúng ta bằng những cách nào và đâu là phương cách nền tảng quan trọng nhất? Tại sao? Hồi nãy giờ thì một số anh chị em đã nêu ra những phương cách. Ở trong đó thì có nói là qua những giấc mơ. Như vậy thì nó giống với lại cái chương 2 của Matthew mà chúng ta học ha. Chúng ta thấy có những cái sự dẫn dắt qua giấc mơ. Có người thì nói rằng dẫn dắt qua các thiên sứ. Rồi có người thì nói rằng dẫn dắt qua sự hiện thấy. Có người thì dẫn dắt nói rằng có sự dẫn dắt qua những tôi tớ của Chúa, những người mà được Chúa chỉ định để làm một số chức vụ nào đó, chẳng hạn như là tiên tri hay là mục sư, giáo sư gì đó. Rồi sự dẫn dắt, có người thì nói là qua Chúa Thánh Linh, có người thì nói rằng qua cái cảm nhận ở trong linh của mình, vân vân và vân vân. Thì có rất là nhiều cách thức, anh chị em. Riêng ở trong Matthew chương 2 thì chúng ta thấy rằng có hai cái cách thức rất là rõ ràng, đúng không? Thứ nhất, đó là sự dẫn dắt qua cái ngôi sao kỳ lạ. Đó. Và thứ hai là sự dẫn dắt qua những giấc mơ. Chúng ta thấy rằng lặp đi lặp lại cái việc Chúa dẫn dắt cho các nhà thông thái, rồi dẫn dắt cho Joseph qua những giấc mơ rất là cụ thể, rất là rõ ràng, thời điểm nào, làm cái gì, như thế nào, rất là rõ ràng. Và cái điều mà khá là lạ đó là sự dẫn dắt qua cái ngôi sao. Tôi không biết rằng sau này thì có trường hợp nào ngoài trường hợp này không. Thật ra thì tôi chỉ thấy trường hợp này ở trong Kinh Thánh vào thời điểm bây giờ thôi. Còn sau này thì tôi không có nghe nói là có một sự dẫn dắt nào qua các ngôi sao cả. Tuy nhiên thì anh chị em thấy rằng dù cho bất cứ một sự dẫn dắt nào thì nó đều phải có cái sự hậu thuẫn của Kinh Thánh. Cho nên hồi nãy một số anh chị em trả lời như vậy tôi rất là vui. Các anh chị em nói rằng cái phương cách nền tảng nhất, cái phương cách quan trọng nhất phải là cái sự dẫn dắt dựa trên lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Ở trong thực tế thì tôi biết có một số người bị quỷ nhập, thậm chí có một vị mục sư là cái người mà đã được mọi người biết đến như là một cái người đầy ơn. Tôi xin phép không có nói đến tên nha, tôi chỉ nói cái trường hợp thôi, những cái vấn đề này nó tế nhị.
Và đến một lúc nào đó thì có một cái dạo nọ thì ông ta cứ muốn kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày để mà tìm kiếm những sự mặc khải kỳ diệu của Chúa. Và ông ta thường xuyên bước vào những kỳ kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày. Và kết quả là cuối cùng ông ta trở nên giống như một người khùng khùng điên điên. Và tôi tin chắc rằng ông ta đã sai trật ở một điều, là ông ta không đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời, mà ông ta dựa vào những cái khác, nhưng mà lại không có một cái nền tảng, không có sự hậu thuẫn từ lời của Chúa. Ví dụ như thế này, có nhiều người thường hay nói rằng Chúa phán, Chúa phán, Chúa Thánh Linh phán, Chúa Thánh Linh phán, Chúa Thánh Linh phán với tôi thế này, Chúa Thánh Linh phán với tôi thế nọ. Tôi không phản đối cái việc Chúa Thánh Linh phán, đương nhiên Chúa Thánh Linh luôn sẵn sàng phán với chúng ta. Nhưng mà cái nội dung là cái việc mà chúng ta phải để ý. Tôi nói ví dụ thế này nhé. Một người tín hữu ở Long An, ông ta trước đây là một thầy bùa, một cái thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp gì đó. Rồi ông ta tin Chúa. Tôi không biết rõ cái quá trình ông ta tin Chúa như thế nào. Nhưng mà đến một lúc thì chúng tôi nghe nói rằng Chúa Thánh Linh phán thế này, Chúa Thánh Linh phán thế nọ. Và lúc nào ông ta mở miệng là Chúa Thánh Linh phán, Chúa Thánh Linh phán. Và chúng tôi lắng nghe những cái nội dung ông ta nói. Ví dụ như ông ta nói thế này, Chúa Thánh Linh phán với tôi là bây giờ thì tôi không có đọc kinh thánh nữa, và tôi chỉ cầu nguyện thôi, và khi Chúa phán cái gì thì làm theo cái đó. Thì tôi xin thưa với anh chị em rằng nếu một người là thật sự hiểu biết kinh thánh thì sẽ kết luận rằng cái lời phán mà ông ta nghe được bằng cách nào đó là đừng đọc kinh thánh nữa mà chỉ cầu nguyện không thôi đó, thì chắc chắn lời đó không bao giờ đến từ Chúa. Đó là một sự lừa dối, nó đến từ một cái linh giả mạo. Và ông ta không chịu dựa trên lời của Chúa, mà ông ta cứ dựa vào những gì ông ta nghe. Có những lúc ông ta nói là tôi nghe Chúa Thánh Linh phán qua lỗ tai tôi rõ ràng luôn. Tôi không phản đối cái việc của Chúa Thánh Linh phán qua lỗ tai. Tôi cũng không phản đối cái việc Thánh Linh bày tỏ trong lòng hay là bằng cách này cách khác cho anh chị em. Nhưng mà anh chị em ơi, nếu không đúng với lời Đức Chúa Trời, nếu những cái thông điệp đó không đúng với lời Đức Chúa Trời, thì tôi chắc chắn rằng nó không bao giờ đến từ Đức Chúa Trời, mà đó chính là một linh giả mạo, ma quỷ nó giả mạo đến để nó lừa dối chúng ta. Có một người thanh niên đã từng gặp chúng tôi và nói rằng không đi thờ phượng Chúa đâu nữa, giờ không muốn đi đến đâu thờ phượng Chúa nhà mình à. Tôi hỏi tại sao vậy, thì người thanh niên nói rằng Chúa Thánh Linh phán với em, một hôm Chúa Thánh Linh phán với em là coi như đừng đi đến thờ phượng Chúa, tới mấy chỗ đó toàn là ô uế, toàn là tội lỗi không à, ở nhà thờ phượng Chúa tốt hơn. Tôi nói rằng không có Chúa Thánh Linh nào phán như vậy cả. Có thể là cái hội thánh nơi em đã từng sinh hoạt nó có những sự khiếm khuyết, nó có những cái điều gì đó nó không phù hợp, và có thể nếu em không phù hợp với hội thánh này thì em đi đến hội thánh khác để em thờ phượng Chúa. Nhưng mà cái ý tưởng rằng không đi đến đâu thờ phượng Chúa cả, chỉ ở nhà thờ phượng Chúa thôi để giữ sự thánh khiết, đó là ý tưởng của ma quỷ. Không bao giờ có chuyện đó. Ma quỷ nó không muốn em đến thờ phượng Chúa. Và cái người thanh niên đó nói thật là cái đầu óc như thế nào đó, chúng tôi, anh ta thì không nhận ra là anh ta như thế, nhưng mà tất cả chúng tôi nghe thì thấy người này không bình thường, nói những cái chuyện gì đâu mà nó rất là viển vông, nó không có một cái căn cứ gì cả, mà lúc nào cũng tin rằng Thánh Linh phán với mình, phán rất là nhiều. Tôi muốn cảnh báo cho nhiều anh chị em, cái việc chúng ta gần gũi Chúa và chúng ta nhận được tiếng phán của Chúa là chuyện bình thường, nhưng anh chị em cần phải cẩn thận. Nếu anh chị em không dựa trên lời của Đức Chúa Trời mà anh chị em lúc nào cũng nói Chúa phán, Chúa phán, Chúa phán, thì anh chị em sẽ bị một linh mà Satan sai đến, nó lừa dối anh chị em. Và kết quả là nó nói những cái điều bậy bạ mà anh chị em cứ nghĩ rằng Chúa phán, và anh chị em cứ tin với tất cả tấm lòng mình, và kết quả anh chị em sẽ đi vào con đường tà hồi nào không hay. Anh chị em ạ, Chúa Thánh Linh không bao giờ mà phán với một người rằng đừng bao giờ tha thứ cho người đó nha. Đừng bao giờ tha thứ, nó là người tội lỗi, nó là người xấu xa, ta không tha thứ cho nó, và con đừng bao giờ tha thứ cho nó. Thỉnh thoảng có những người nói với tôi như thế, Chúa Thánh Linh phán với họ là đừng có bỏ qua trường hợp này, đừng có tha thứ cho người này kia. Tôi nói đó không phải là Chúa Thánh Linh, đó là quỷ. Chỉ có quỷ nó mới nói với chúng ta là đừng tha thứ, còn Chúa thì luôn luôn dạy chúng ta tha thứ. Amen. Cho nên dù cho anh chị em nhận được một lời tiên tri, dù cho anh chị em nhìn thấy một giấc mơ, dù cho anh chị em có một sự hiện thấy, dù cho anh chị em cảm nhận ở trong linh theo các anh chị em nói,
ha, à, dù cho bất cứ một cái hình thức nào đi nữa, thì tôi nói với anh chị em rằng tất cả phải phù hợp với lời Đức Chúa Trời. Và nếu như anh chị em là người mà không thật sự đọc hết lời của Đức Chúa Trời, không thật sự hiểu biết một cách căn bản về lời Đức Chúa Trời, thì đừng bao giờ mở miệng ra mà nói Chúa phán. Lời khuyên của tôi là như vậy. Có nhiều người không hiểu ấp giáp thì kinh thánh hết, mà mở miệng cứ nói Chúa phán, Chúa phán, Chúa phán, làm như là thiêng liêng lắm. Nhưng mà tôi nói thật với anh chị em rằng bất cứ một người nào không đọc kinh thánh, không suy gẫm lời Chúa, không có căn bản dựa trên lời Chúa mà nói Chúa phán, thì tôi hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ. Bởi vì có quá nhiều điều mà người đó không thật sự biết, người đó không biết lẽ thật, thì ma quỷ có thể lừa dối người đó ngay tại chỗ đó cho anh chị em, và chúng ta sẽ chuốc lấy nhiều thiệt hại trong đời sống của chúng ta. Và tôi ước ao rằng sẽ bớt đi và mất luôn những cái con người mà tối ngày mở miệng ra Chúa phán trong khi kinh thánh thì chưa đọc qua một lần. Thay vào đó là những người không nhất thiết mở miệng ra thì lại nói Chúa phán, nhưng là những người siêng năng đọc lời của Chúa, khao khát lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa và thực hành lời của Chúa, khi cần thiết lắm thì mới nói rằng Chúa phán. Thưa anh chị em, và tôi nói đó là những người đáng tin cậy. Và nếu những người đó nằm mơ, thì những giấc mơ, nếu người đó thấy cái giấc mơ nào đó và tin rằng Chúa phán với mình qua giấc mơ đó, thì nó hoàn toàn có cơ sở đáng tin cậy, vì người đó là người hiểu biết lời Chúa Trời, có nền tảng trên lời Chúa Trời. Nếu như có một sự hiện thấy và người đó kết luận rằng Chúa cho tôi một sự hiện thấy mà đến từ Chúa, thì tôi hoàn toàn có thể tin được, vì người đó là người có căn bản dựa trên lời Chúa. Nếu người đó nhận một cái lời tiên tri và người đó tin rằng lời tiên tri đó dành cho mình, thì tôi cũng hoàn toàn có cái cơ sở để tin rằng lời tiên tri dành cho người đó, bởi vì người đó có căn bản dựa trên lời Chúa. Anh chị em amen với tôi không? Amen. Hallelujah. Chúng ta có thể đọc một số phần kinh thánh. Giô-suê đoạn 1 câu 8. Anh chị em mở ra với tôi Giô-suê đoạn 1 câu 8 nha. Những cái phần kinh thánh này chúng ta nên ghi chú lại. Nó rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta. Giô-suê đoạn 1 câu 8. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó, vì như thế con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. À, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con. Có một cái chi tiết mà anh chị em nên để ý. Kinh Thánh không nói rằng quyển sách luật pháp này chớ xa mắt con, nhưng thay vào đó thì Kinh Thánh nói rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con. Chủ nhật vừa rồi tôi mới vừa nói với hội thánh HTS về điều này. Tại sao lại chớ xa miệng con? Chúa quả thật là một nhà khoa học lỗi lạc. Anh chị em ơi, nếu anh chị em để ý, anh chị em sẽ thấy là những sự dạy dỗ của Chúa đều có hai mặt ích lợi hết. Ít nhất là hai mặt. Luôn luôn là mặt về thuộc linh và mặt thuộc thể, đảm bảo hết. Bất cứ sự dạy dỗ nào của Chúa cũng có hai mặt. Tôi cam đoan với anh chị em như vậy luôn. Nó ích lợi về mặt thuộc linh và ích lợi về mặt thuộc thể. Khi mà chúng ta công bố lời của Chúa đó, chớ xa miệng con có nghĩa là chúng ta không chỉ đọc bằng mắt, mà chúng ta sẽ công bố ra miệng chúng ta. Như vậy thì khi chúng ta đọc bằng mắt thì chúng ta sẽ tiếp thu bằng con đường mắt, và khi chúng ta đọc ra miệng nữa thì chúng ta sẽ tiếp thu bằng con đường lỗ tai. Như vậy thì lời của Chúa sẽ thẩm thấu vào chúng ta qua hai con đường, mắt và lỗ tai. Và có một ích lợi kèm theo nữa là khi chúng ta công bố lời Đức Chúa Trời, những người nào nghe đến thì họ hoàn toàn có cơ hội để được hình thành đức tin ở trong họ, hoặc là đức tin họ lớn lên. Vì Kinh Thánh nói rằng đức tin đến bởi việc người ta nghe. Người ta nghe là khi mà lời của Đấng Christ, lời của Chúa được công bố đó. Nếu như anh chị em đọc trong đức tin, anh chị em công bố trong đức tin, thì có ai đó nghe đến, họ có thể có được đức tin. Và rồi những người nào mà đã có đức tin rồi mà nghe một người có đức tin đọc một cách mạnh mẽ nữa, thì đức tin họ hoàn toàn có thể lớn lên. Một điều lợi nữa là khi ma quỷ nó nghe anh chị em công bố lời Đức Chúa Trời thì nó run rẩy, nó sợ hãi và nó co giò bỏ chạy. Amen. Hallelujah. Amen. Nếu như anh chị em đọc cái chỗ này nè, và con Đức Chúa Trời đã xuất hiện để hủy phá công việc của ma quỷ, ôi nó nghe là nó run rẩy rồi và nó không còn dám bén mảng đến gần nữa nếu anh chị em công bố điều đó. Amen. Cho nên anh chị em ơi, lời của Chúa là nền tảng của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và có phải rõ ràng đây là sự dẫn dắt không? Bởi vì Kinh Thánh chép rằng hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó, vì như thế con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công.
rõ ràng, đấy là sự hướng dẫn, đấy là sự dẫn dắt. Cho nên chúng ta suy gẫm ngày và đêm mà chúng ta cẩn thận làm theo cái sự dẫn dắt đó, và khi chúng ta cẩn thận làm theo thì đời sống của chúng ta sẽ được thịnh vượng, sẽ được phước. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Có rất là nhiều điều tôi chỉ chia sẻ sơ qua như vậy thôi để anh chị em thấy ích lợi. Và anh chị em đọc với tôi ở trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 16-17. Timôthê nhì đoạn 3 câu 16 và câu 17. Chúng ta cùng nhau đọc nhé. Lời của Chúa chép như thế này: cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, hay là cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Và nó sẽ dẫn dắt cuộc đời chúng ta vào trong cái đời sống tốt đẹp, có kỷ luật, có nền nếp của Đức Chúa Trời. Một đời sống thật sự có đạo đức, một đời sống sống có tình người, sống trong năng quyền. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, đều được cảm thúc bởi chính Ngài hết. Cả Kinh Thánh là những sự dẫn dắt, những sự hướng dẫn đầy khôn ngoan, những ý tưởng hướng dẫn đầy khôn ngoan cho cuộc đời của chúng ta. Và khi chúng ta để cho lời của Chúa dẫn dắt chúng ta, thì đời sống của chúng ta sẽ được thăng hoa. Chúng ta sẽ kinh nghiệm những việc tốt lành liên tục diễn ra trong cuộc đời của mình. Amen. Ở trong Thi Thiên 119, có 105: lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, là ánh sáng cho đường lối con. Thi Thiên 119 có 105. Rõ ràng đó là một sự dẫn dắt, đó là một sự hướng dẫn rất là tuyệt vời. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con để làm gì? Để chân con khỏi vấp ngã. Vì nếu không có ngọn đèn đó, chân con sẽ vấp ngã. Anh chị em hãy tưởng tượng mình đi trong một cái đêm tối, mình đi trên một cái con đường gồ ghề đầy sỏi đá, có thể có những cái hố, có những cái hầm mà mình có thể rơi xuống đó. Và nếu như không có một cái ánh sáng nào soi đường cho mình, thì rõ ràng cái nguy cơ lọt xuống hố hay là bị vấp ngã là rất lớn. Cho nên lời của Chúa chính là cái ngọn đèn để soi đường lối chúng ta, soi chân chúng ta, để chúng ta đi, chúng ta nhìn thấy con đường cách rõ ràng, cái hầm ở chỗ nào, cái hố ở chỗ nào, chông gai ở chỗ nào. Và nhờ cái sự soi rõ, sự dẫn dắt của Chúa, chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cạm bẫy, những sự cám dỗ, và chúng ta sẽ là những người chiến thắng. Amen anh chị em. Hallelujah. Và đối với cái phần Kinh Thánh thứ hai đó, thì tôi muốn nhấn mạnh thêm điều này. Ở trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 16-17 đó: cả Kinh Thánh, lời Chúa nhấn mạnh là cả Kinh Thánh. Cho nên anh chị em đừng có đọc một phần nào đó trong Kinh Thánh, một câu nào đó rồi moi nó ra và anh chị em giải thích một cách riêng biệt theo cái câu, theo phần Kinh Thánh đó. Mà anh chị em phải hiểu được cái tinh thần chung của cả Kinh Thánh, thì từ đó anh chị em mới có thể hiểu được từng phần Kinh Thánh. Cho nên đừng có ai nói với tôi rằng người đó có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời khi mà thậm chí chưa đọc qua dù chỉ một lần quyển Kinh Thánh. Nếu người đó chưa đọc trọn cả một bộ Kinh Thánh qua một lần thì đừng bao giờ nói gì cả. Một lần cũng chẳng là gì cả. Mà thậm chí tôi biết có nhiều tín hữu chưa từng đọc trọn bộ Kinh Thánh một lần nào cả. Những cái miệng thì lúc nào mở ra cũng Chúa phán, Chúa phán, Chúa phán, Chúa phán. Bỏ đi. Đó là một sự lừa dối. Đó là một sự lừa dối thôi anh chị em. Bỏ cái thói quen nói Chúa phán đi, trong khi mình chẳng thật sự biết ý muốn của Chúa là gì. Một người biết ý muốn của Chúa phải là người sâu nhiệm trong lời của Chúa, sâu nhiệm trong mối quan hệ với Chúa. Chắc chắn khi một người sâu nhiệm trong lời Chúa thì người đó luôn luôn sâu nhiệm trong mối quan hệ với Chúa. Người đó biết rõ mình cần phải làm gì trong việc gì. Tất cả mọi việc người đó đều biết rõ Chúa muốn mình làm gì. Trong lĩnh vực này phải như thế nào mới đúng, lĩnh vực kia phải như thế nào mới đúng. Việc gì mình nên làm, việc gì mình không nên làm, việc gì mình cần làm, việc gì mình không cần làm, việc gì mình phải làm và việc gì mình không được làm. Rất là rõ ràng. Và khi một người có nền tảng trên lời của Chúa rồi, thì tất cả những sự dẫn dắt khác nó mới là tốt lành. Nó mới là đáng tin cậy. Lúc đó nằm thấy một giấc mơ, người đó hoàn toàn có thể phân biệt được. Như vậy thì cái nội dung trong giấc mơ đó, nếu đến từ Chúa, người đó sẽ biết chắc chắn là đến từ Chúa, không thể lầm lẫn được. Không phải là giấc mơ đến từ ma quỷ, cũng không phải là giấc mơ đến từ cái vấn đề vật lý bình thường. Tôi đã từng nói với anh chị em về ba loại giấc mơ, đúng không? Như vậy không phải giấc mơ nào cũng đến từ Chúa. Có những giấc mơ đến từ ma quỷ, và có những giấc mơ nó đến từ những cái sự phản ánh về hiện thực của chúng ta. Do chúng ta đã suy nghĩ điều gì đó quá nhiều, hoặc là đã làm gì đó quá nhiều buổi tối, nằm mơ thấy lại. Đơn giản thế thôi. Cũng như vậy, nếu một người mà có nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời, thì nếu có một tiên tri giả đến mà nói một cái lời giả tạo,
người đó sẽ phát hiện ra ngay và không bao giờ amen với những cái lời giả tạo đó. Và nếu là tiên tri thật, người đó cũng nhận ra ngay, bởi vì cái lời nói đó có một sự ấn chứng là lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em để ý đi, ở trong cái Matthew chương 2 này đó thì có một cái chi tiết như thế này, có một chi tiết như thế này, đó là gì? Đó là cái ngôi sao mà nó dẫn đường các thầy thông giáo từ Đông Phương đó. Anh chị em có bao giờ để ý không? Nó dẫn đường cho họ xuyên suốt từ đất nước của họ, từ quê hương của họ, từ cái vùng Đông Phương đó, dẫn mãi cho đến tại thành Jerusalem. Thì rõ ràng tới chỗ này nó không dẫn nữa. Anh chị em để ý, anh chị em tin ý, anh chị em sẽ thấy. Bởi vì bằng chứng là ở trong câu 9, câu 9 nhé. Nghe vua truyền xong họ liền đi. Kìa ngôi sao họ đã thấy bên Đông Phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. Có nghĩa là ngôi sao này hoàn toàn có khả năng để dẫn họ xuyên suốt từ Đông Phương, từ đất nước của họ cho đến nơi con trẻ mà không cần phải hỏi ai cả. Nhưng mà có một đoạn nó đã dừng lại và không dẫn dắt họ nữa. Anh chị em hãy để ý, cái chi tiết này rất là quan trọng, rất là thú vị. Khi đến tại Jerusalem thì tôi cam đoan với anh chị em là ngôi sao đó đã không dẫn nữa. Không dẫn nữa vì lý do nào đó, nó biến mất như thế nào đó hay là nó đứng lại thế nào đó tôi không biết, nhưng mà không dẫn nữa. Và kết quả là các thầy thông thái đó, các nhà thông thái đó mới hỏi là vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu, vì chúng tôi đã thấy ngôi sao ngài bên Đông Phương nên đến để tôn thờ ngài. Họ đi theo ngôi sao đến đây thì nó dừng lại, không dẫn nữa. Và kết quả là họ phải cần đến lời Đức Chúa Trời. Họ hỏi đây, và khi họ hỏi đây thì lúc đó ông vua và cả thành đều bối rối hết. Ông mới triệu tập mấy ông thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại để hỏi đấng Christ được sinh tại đâu. Bởi vì ông vua biết rằng mấy người này là rành nhất. Và khi hỏi cái là mấy ông này trả lời vanh vách liền. Họ tâu rằng tại thành Bethlehem miền Jude, vì có lời tiên tri chép rằng hỡi Bethlehem thuộc Jude, ngươi đâu kém gì những thành phố hàng đầu của Jude, vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ, ngươi sẽ chăn dắt dân Israel của ta. Anh chị em ơi, thấy chưa? Dẫn dắt kiểu gì thì kiểu, cần phải có sự xác nhận của lời Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa, tôi rất là vui mừng khi mà Chúa bày tỏ cho tôi cái điều này. Và tôi cảm thấy rằng, như vậy thì chúng ta đã đi đúng hướng. Chúng ta luôn đặt nền tảng trên lời Đức Chúa Trời và luôn luôn nhấn mạnh về lời Đức Chúa Trời. Anh chị em để ý đi, trong tất cả những bài học của tôi luôn luôn nhấn mạnh về lời Đức Chúa Trời. Và tôi không có khuyến khích anh chị em chạy theo cách phép lạ. Mà thay vào đó, anh chị em ơi, hãy trau dồi lời Đức Chúa Trời càng nhiều càng tốt. Hãy lắng nghe lời Ngài càng nhiều càng tốt. Hãy lãnh hội lời Ngài càng nhiều càng tốt. Hãy xây dựng cuộc đời của mình trên lời của Đức Chúa Trời. Thì cuộc đời anh chị em sẽ vững chắc. Rồi những cái sự dẫn dắt khác mà Chúa ban cho thêm, nó sẽ trở nên những sự dẫn dắt đáng tin cậy. Cho đến khi mà anh chị em nói rằng tôi có một cảm nhận về linh, thì cái sự cảm nhận đó hoàn toàn đáng tin cậy. Anh chị em nói rằng tôi cảm nhận Chúa Thánh Linh phán với tôi, thì cái sự cảm nhận đó hoàn toàn đáng tin cậy. Và tôi có thể tin rằng, Chúa Thánh Linh thật sự phán với anh chị em. Còn nếu anh chị em không thật sự hiểu biết, dù chỉ là căn bản của lời Đức Chúa Trời, mà anh chị em mà nói, Chúa phán, tôi không bao giờ muốn tin đâu. Amen. Hallelujah. Cho nên, một lần nữa, tôi nhắc nhở chính mình tôi và tất cả anh chị em. Chúng ta hãy đặt nền tảng cuộc đời chúng ta trên lời của Đức Chúa Trời. Lời đó là lời đem đến sự cứu rỗi. Lời đó là lời đem đến sự chữa lành. Lời đó là lời đem đến những ơn phước khác nhau trong cuộc đời của chúng ta. Và thưa anh chị em, một người mà đầy lời Đức Chúa Trời thì tôi cũng dám chắc với anh chị em là người đó là người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi dám chắc với anh chị em người nào đầy lời Đức Chúa Trời, sâu nhiệm trong lời Đức Chúa Trời thì chắc chắn người đó cũng sẽ là một người đầy dẫy Thánh Linh. Đơn giản lắm. Thánh Linh hành động tất cả đều phụ thuộc vào lời Đức Chúa Trời hết. Thánh Linh không bao giờ hành động nghịch lại với lời Đức Chúa Trời. Cho nên anh chị em ơi, một người càng đầy lời Đức Chúa Trời trong đời sống mình thì tương ứng với sự đầy dẫy Thánh Linh. Tôi tin như vậy vì Thánh Linh hành động theo lời của Đức Chúa Trời, không bao giờ hành động khác với lời Đức Chúa Trời cả. Khi lời Đức Chúa Trời được lãnh hội và được công bố ra bởi đức tin thì Thánh Linh sẽ hành động, Thánh Linh sẽ vận hành và những công việc quyền năng sẽ được bày tỏ ra. Cho nên anh chị em muốn kinh nghiệm phép lạ, không có cách nào khác ngoài việc lắng nghe, ngoài việc lãnh hội lời Đức Chúa Trời, thực thi lời Đức Chúa Trời, công bố lời Đức Chúa Trời ra. Chúa Thánh Linh chỉ hành động khi Ngài nghe lời của Đức Chúa Trời được công bố trong đức tin, lời Đức Chúa Trời được công bố cách đúng đắn, và lúc đó quyền phép của Chúa sẽ được bày tỏ, những sự giải cứu, những sự chữa lành và những phép lạ sẽ được bày tỏ. Amen, amen, amen. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi ước ao rằng
bài học hôm nay sẽ đem đến phước hạnh cho anh chị em. Và tôi ước ao rằng chúng ta tất cả đều sẽ là những người tự hào vì được thờ phượng một cứu Chúa có lai lịch và tiểu sử rõ ràng, đáng tin cậy nhất. Một cứu Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài ngay trong chính cuộc đời cá nhân thực tế của chúng ta thông qua mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Amen. Hallelujah. Và tôi ước ao rằng tất cả chúng ta đều sẽ trở nên những con người có một tấm lòng thờ phượng Chúa thật sự. Những con người thờ phượng Chúa bằng tâm linh và chân lý. Không phải thờ phượng Chúa theo kiểu nghi lễ, kiểu tôn giáo. Không phải thờ phượng Chúa theo kiểu rọc khuôn, bị con người ép uổng bằng cái khuôn nào đó. Mà chúng ta thờ phượng Chúa trong sự tự do của Chúa. Thờ phượng Chúa như những đứa trẻ nô đùa trong sự hiện diện của cha mẹ yêu dấu của mình. Amen. Thờ phượng Chúa và cảm nhận được tình yêu và năng quyền của Chúa tuôn chảy trong cuộc sống của mình. Amen. Chúng ta hãy giống như những nhà thông thái, từ phương xa sẵn sàng lặn lội đường dài để đến và thờ phượng Chúa. Đừng giống như vua Herod, đừng giống như những cái ông thầy tế lễ và những thầy thông giáo ở tại Jerusalem, là những người mà biết lời của Chúa, có lời của Chúa, biết lời của Chúa, biết rõ thông tin về Chúa, nhưng mà lại không hề có tấm lòng thờ phượng. Họ ở rất gần nhưng họ chẳng bao giờ tìm kiếm Chúa cả. Ôi, họ chỉ toàn là đi vào đền thờ và làm những nghi thức của đền thờ. Nhưng khi cứu Chúa hạ sinh, chẳng ai thèm mảy may quan tâm hết. Và thậm chí sau này thì còn tìm cách để giết nữa. À, anh chị em thấy không? Và điều thứ ba mà anh chị em cần nhớ hôm nay, đó là Chúa dẫn dắt chúng ta qua nhiều cách kỳ diệu lắm. Kể cả ngôi sao trên trời. Ở trong Thi Thiên 19 câu 1 thì nói rằng bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Tôi muốn đọc cho anh chị em một câu nữa để anh chị em thấy là cái việc mà ngôi sao dẫn dắt là một chuyện rất là bình thường thôi, không có cái vấn đề gì cả. Ở trong Thi Thiên 19 câu 1, lời của Chúa chép như thế này: các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Như vậy anh chị em thấy không? Ở trên bầu trời thì có mặt trời, mặt trăng, các vì sao, vân vân. Như vậy thì cái việc mà ngôi sao này dẫn dắt những nhà thông thái đến gặp Chúa là một chuyện rất là bình thường. Vì Kinh Thánh đã nói đến rồi, tất cả đều nằm trong sự tể trị của Chúa. Chúa có quyền dẫn dắt chúng ta bằng nhiều cách khác nhau lắm. Nhưng mà anh chị em hãy nhớ, dù cho cách nào đi nữa thì phải dựa trên nền tảng là lời của Đức Chúa Trời. Và cái sự dẫn dắt tốt nhất mà chúng ta đã có sẵn ngày hôm nay, mọi người đều có, đó là Kinh Thánh, là lời Đức Chúa Trời. Mỗi người, mỗi cơ đốc nhân đều có ít nhất một quyển Kinh Thánh ở trong tay mình. Và đừng bao giờ để Kinh Thánh của anh chị em đóng bụi. Anh chị em hãy mở ra đọc mỗi ngày, hãy đọc thật nhiều, hãy suy gẫm và hãy cẩn thận làm theo, để rồi đời sống anh chị em được thịnh vượng và được phước. Cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Và trước khi kết thúc thì tôi nhắc các anh chị em nào chưa có đăng ký, chưa có subscribe ở trong cái tài khoản YouTube Phạm Thiên Ân HTS của chúng tôi thì nhanh chóng đăng ký. Bởi vì chúng tôi quay trở lại phát livestream ở trên Facebook là tạm thời thôi. Bởi vì có quá nhiều người chưa biết đăng ký và cũng chưa biết nhờ ai giúp đỡ cả. Có thể là chúng ta ở trong một cái nơi có những sự khó khăn như thế. Cho nên là tôi thấy lòng anh chị em khao khát. Anh chị em rất là khao khát lời Chúa, cho nên tôi không thể bỏ mặc anh chị em. Tôi thấy hai tuần lễ trôi qua, nhiều anh chị em la ý ới và không biết làm sao vào học. Anh chị em có những cái sự buồn ở trong lòng bởi vì không được học lời của Chúa. Cho nên là chúng tôi cân nhắc và bàn bạc, cuối cùng chúng tôi quyết định quay trở lại để phát livestream ở trên Facebook để tạm thời đáp ứng cho các anh chị em. Nhưng mà về lâu về dài, tôi vẫn muốn thực hiện theo kế hoạch. Đó là chúng ta sẽ phát livestream ở trên YouTube tài khoản Phạm Thiên Ân HTS. Lý do là gì? Tại vì ở trong Facebook đó, thì đa số những cái bạn bè Facebook của tôi đều là cơ đốc nhân hết, cho nên hầu như chỉ có cơ đốc nhân lắng nghe thôi. Tôi lấy làm tiếc, tôi không muốn điều đó. Tôi muốn là có nhiều người ngoại được nghe lời của Chúa. Bởi vì trong thời gian qua, những người ngoại mà tiếp cận với chúng tôi nghe lời Chúa, họ đều nói rằng ôi lời Chúa hay quá, lời Chúa thiết thực quá, và nhiều người đã kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Cho nên tôi biết rằng nhiều người ngoại bên ngoài kia họ cần phải được nghe lời Chúa. Và đó là lý do vì sao chúng tôi muốn để phát livestream trên YouTube, để những người không có bạn bè gì cả nhưng mà họ hoàn toàn có thể bắt gặp được cái chương trình của chúng ta và họ có thể xem.
Tôi ước ao rằng anh chị em hiểu được tấm lòng của chúng tôi, và anh chị em sẽ năng nổ hơn, nhiệt tình hơn, chủ động hơn, tìm mọi cách để làm sao đó để mình có thể đăng ký được. Cái căn bản là anh chị em phải có một cái Gmail, một cái tài khoản Gmail, có nghĩa là Gmail đó. Những người nào mà không có tài khoản đó thì không thể nào đăng ký được vào trong YouTube của chúng tôi. Cho nên những người nào không biết cái gì cả thì vui lòng hỏi các thanh niên trong hội thánh, hoặc là những người thanh niên, những người trẻ trong trong nhà của mình, thì có thể là họ sẽ rành hơn và họ sẽ chỉ cho. Còn rất tiếc là tôi không thể chỉ cho từng anh chị em được. Nó đơn giản lắm, nhưng mà tôi không thể chỉ được vì chúng tôi quá bận rộn, mà có quá nhiều người, tôi không thể nào chỉ cho từng người một được. Những gì mà tôi đã hướng dẫn thì tôi đã hướng dẫn rồi, nhưng mà vậy mà cũng có quá nhiều người vẫn không biết làm. Thật là đáng tiếc. Tôi nói với anh chị em là hãy nhiệt tình hơn ha, chủ động hơn, để làm mọi cách đi hỏi từng người một, cho đến khi gặp được cái người rành mà chỉ mình thì thôi. Và khi mà hầu hết các anh chị em đã đăng ký được vào trong YouTube của chúng tôi rồi, thì chúng tôi sẽ trở ngược lại để phát livestream ở trên YouTube. Và tôi tin rằng là cái công việc của Chúa sẽ tốt hơn rất là nhiều, nó sẽ tiện ích nhiều điều hơn. Tướng ao là anh chị em lưu ý điều này. Và xin chào tạm biệt tất cả các anh chị em thành viên chính thức trong lớp học. Hẹn gặp lại các anh chị em vào lúc 8 giờ tối thứ tư tuần sau. Và đối với các anh chị em theo dõi qua livestream, thì chúng ta hẹn nhau vào 8 giờ 20 tối thứ tư tuần sau. Cầu xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em. Amen. Chào mọi người.